Cái bài này tôi nói với các bạn là phải đặt ở đầu chương trình, là bởi vì nó sẽ giải thích cho bạn hiểu Agape là gì. Hôm nọ giờ các bạn đi ghi danh học lớp Agape mà khóa 53, mình không biết Agape là gì phải không ạ? Có ai biết Agape là gì không? Agape nó là một tiếng Hy Lạp các bạn. Tiếng Hy Lạp. Bạn nào mà còn nhớ học lớp 12 toán với vật lý thì sẽ còn nhớ được những cái chữ này. Bạn nhớ tiếng, đúng là Campuchia, tiếng Hy Lạp Alpha đúng không? Rồi tới chữ này là chữ gì? Gamma, Alpha, chữ này là chữ Pi của toán, toán nha. Chữ này là E, ít thì gặp Eros, bạn đã gặp chữ này chưa? Epsilon á, nhớ không? E ha. Cái này là chữ gì bên vật lý? Rho, R ha. Rồi cái này là Omicron. Rồi cái này cũng trong vật lý với toán gọi là Sigma, là chữ S. Tiếng Việt Nam của chúng ta dựa khá nhiều vào tiếng Latin của người Ý, nên ta có A, B, C, D, E, F. Như thì của ta nó là A, B, C. A, B, C. Thì thằng này nó là Alpha, Beta nè. Rồi C là cái gì tôi quên mất rồi. Không có nhớ. Tiếng Hy Lạp C tôi quên mất, hình như nó không có. Nên đây là tiếng Hy Lạp. Nó có nghĩa là tình yêu. Nó có nghĩa là tình yêu. Nó là tình yêu. Trong khi đó Eros là cái gì mà tôi lại ghi là có chữ dấu là khác, phải không ạ? Khác nhưng mà nằm ngang hàng với Agape. Các bạn ai giỏi tiếng Anh? Ai biết tiếng Anh? Bạn ở dưới kia, bạn biết tiếng Anh có chữ erotic không? Là có nghĩa là lãng mạn, hấp dẫn, lãng mạn, thu hút, quyến rũ. Romantic là lãng mạn. Nhưng mà cái Eros là nó xuất từ câu chuyện của một vị thần Hy Lạp, là thần tình yêu. Nó bay, nó cầm mũi tên, nó bắn cái búp trúng cái bạn này. Cái này lờ đờ. Cái nó còn tìm nó bắn búp trúng bạn này. Cái bạn này, mà vì nó làm bắn lấy cùng một mũi tên nó bắn, nên hai bạn này bắt đầu ngơ ngác, bắt đầu đi tìm. Tìm là ô, cô này là người tôi yêu. Và gọi là tiếng sét ái tình đánh cái đùng. Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng. Rồi lạ lắm, mình không hiểu nổi. Không biết chuyện tình của các bạn khi gặp nhau đó, là do cái lý do gì. Chứ còn tôi là 14 tuổi tôi đã bị rung động rồi. 13 tuổi, cô bé cứ 13 tuổi, tôi 14 tuổi. Lạ lắm các bạn, tôi bây giờ tôi ngồi, mình già rồi, mình ngồi mình nhớ lại. Cô đó vì sao thành bạn của tôi, bản thân. Mới hôm trước thôi nha, tôi là còn là thằng con nít 14 tuổi mặc quần tà lọn chạy lon ton, nghịch ngợm cũng để tưởng xếp bì bắn đít con gái. Đi nhà thờ là quỳ bên này là nhắm mấy đứa con gái mình đang quỳ bên kia mà cái mông nhảy nhảy nên là bắn búp. Mà chơi ác là lấy bì á, biết bắn bì không? Bì á, xếp thật chặt, nhấm nước bọt cho nó nặng, bắn cho nó đau. Thì mới hôm trước tôi còn nắm búp một phát. Vẫn là cô bé đó, 13 tuổi gầy như que củi. Vậy mà sang đến ngày hôm sau, tự nhiên mình thấy không nỡ bắn, không nỡ làm một cái gì cho người đó đau nữa. Người đó đờ đó, gặp ở nhà thờ là thôi chân tay sụi lơ. Thằng bé 14 tuổi, tức là có thể hiểu được là hôm trước tôi 13 tuổi, sát một ngày tới 14 tuổi, sát cái ngày hôm đó thì tôi vẫn còn là thằng con nít. Nhưng mà sang tới cái ngày đó, có một cái gì đó gọi là Eros ở trong tôi nó đã bừng tỉnh. Người ta gọi là dậy thì. Dậy thì là một thời gian thức dậy, thức tỉnh một cái gì đó ở trong con người. Trước đó nó là đứa con nít. Còn cô kia cũng vậy. Trước đó thì tôi nhìn cô vẫn là một cô bé con gái mà mình phá phách, không ghét mà cũng không thương. Nhưng mà bỗng đến một cái ngày đúng cái thời điểm đó,
có lẽ mình thức dậy thì không biết có trùng với cô kia hay không, nhưng mà mình đờ đẫn cả người là và bắt đầu đi học. Thì tôi học ở một cái trường theo chương trình Pháp ở đường Đinh Công Tráng, Tân Định, là tôi phải làm sao mà tôi đua về. May quá cái trường tôi nó ra là 10 giờ 45 phút, bên kia là tan học là 11 giờ trưa. Mà bên đây 15 phút đó là vô giá phải không ạ? Làm sao mà chạy kịp từ Đinh Công Tráng mà về Nguyễn Bình Khiêm, tại trường của kia là trường Trưng Vương. Mới 15 phút thôi. Nên tôi đi học tôi phải tính trước. Cái lúc mà bắt đầu có tình yêu, có tình dục không? Có tất cả những cái gọi là ta gọi là lãng mạn đó ha. Xong mà nó tính toán khôn ngoan lắm. Là tôi đi học tôi tới sớm rồi, tôi đậu xe chờ cho mọi người vô. Xe nó xếp vào sân trường vô đầy hết rồi. Còn gần còn có chỗ cuối cùng tôi đẩy xe tôi vô kịp một cái. Nhờ cái xe tôi làm sát cái cổng. Lăn nữa cái cổng mở ra là tôi xong rồi phải không? Nhưng mà tôi lên học thì cả một bãi xe mênh mông như thế này. Rét một phát là tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Tôi đua từ trong lớp không cần chào hỏi thầy cô giáo nữa. Bước một phát phóng như bay, nhảy hai ba bậc thang xuống một cái bãi dưới xe vậy. Tôi nhảy lên tôi thằng 14 tuổi đâu có sợ gì. Đạp lên trên các cái yên xe đó ha. Nó ghi đông xe đạp chạy tới cái xe của tôi. Thì cửa vừa mở một cái tôi vỡ xe đạp bụp chạy tới trường đường Nguyễn Bình Khiêm là trường Trưng Vương. Đây các bạn có biết trường Trưng Vương không? Có ai học Trưng Vương không? Trước năm 75 nó lãng mạn lắm. Trường con gái, hoàn toàn là con gái. Có hai cái trường, ba cái trường ở Sài Gòn này thôi. Thì trường Trưng Vương là cái trường lãng mạn lắm. Mà nó nằm ở trong cái đường Nguyễn Bình Khiêm là nó lại vắng vẻ và cây cối um tùm, bên kia là sở thú Tảo Cầm Viên. Nên nó lãng mạn lắm. Ren, đúng 11 giờ ren thì tôi đã có sẵn ở đầu đường. Là cô ấy bắt đầu đi ra. Là tôi chỉ có đứng nhìn, có nói gì được không? Mối tình câm như vậy từ năm 1973 mà 7 năm sau đến năm 1980 hai đứa tụi tôi bắt đầu mới nói chuyện. Và lời đầu tiên là cô báo cho tôi biết cô sắp lấy chồng. Đau đớn. May quá không lấy cái ông đó. Tưởng vậy mà đính hôn rồi cũng không lấy. Mình cũng tiến tới mà cũng không xong. Rồi về sau tôi đi tu. Tôi về sau tôi còn 3 cuộc tình nữa. Đời tôi nó tới 4 cuộc tình. Chịu nặng hai vai. Mà đến khi cô lập gia đình, cô lại lấy một người quen. Tiếc là cô lập gia đình hơi trễ, không có em bé. Bây giờ hai đứa tụi tôi là bạn già với nhau, dễ thương lắm. Tôi quen ông chồng. Mình bây giờ mình là ông cha, nhà nó an toàn lắm ha. Quen với ai nó cũng an toàn. Ý tôi muốn kể rông dài như vậy để nói rằng có một cái gì đó lạ lắm ở trong con người của mình. Nó làm nên cái giới tính nam và giới tính nữ. Ngày nào mà không còn rung động với một người khác phái nữa, mà chỉ còn đồng tính thôi. Buồn biết bao nhiêu. Tại vì lúc đó nó giống nhau, nhiều cái nó giống nhau, nó còn khác biệt nữa. Nam với nữ nó phải khác biệt. Rồi bạn ráp vô lại nó mà ra đứa con. Còn cái kia vẫn có thể đám cưới, vẫn có thể sống chung, vẫn có thể làm được đủ mọi sự, mà lại cũng không có con. Bởi vì nó không có sinh hoa kết quả được. Từ cái giới tính nam và cái giới tính nữ. Cái giới tính nam là cái này tôi gọi nó là tình dục nhé. Tình yêu và tình dục. Giới tính nam đó là một cái ký hiệu như thế này. Và giới tính nữ nó là ký hiệu như thế này. Ở bên tâm lý học người ta ký ức nam với nữ đó. Các bạn có biết cái lý do tại sao lại cái hình đó không? Nam đó, hình này nó là hình cái khiên mà đi đánh trận đó. Mình xem mấy cái phim cổ cầm cái khiên. Ở đây cầm cái mũi giáo, lưỡi gươm đi đánh nhau. Thần chiến tranh, đàn ông nóng tính. Nên người ta tượng trưng cho cái người đàn ông là thần Max, là thần chiến tranh, thần của tháng 3 đó. Tháng 3 mình đó, tháng Max đó. Thần chiến tranh. Đây là cái khiên để thằng nào nó đánh thì mình đỡ. Mà mình đánh thằng đó, mình lấy mũi giáo mình đâm nó, mà nó đâm mình đỡ. Thế là một cái gọi là cái mâu, một cái là cái thuẫn. Đúng không? Một cái mâu là cái đồ để đâm, thuẫn là cái đồ để đỡ. Nên hai cái mà ngược nhau thì ta gọi là mâu thuẫn. Tiếng Việt Nam mình hay ha. Rồi. Nữ là sao vậy? Đây là thần Max này. Đây là thần Venus.
Venus là một người thần đẹp. Tôi học đại học kiến trúc, một trong những bài học, bài tập của sinh viên trường đại học kiến trúc là phải vẽ tượng thần về nữ. Tôi vẽ đẹp thật, tôi luôn đứng nhất lớp với cái bài vẽ, vẽ bút chì ấy. Vẽ có pho tượng đứng ở trong lớp, tất cả mọi người dựng bản vẽ lên vẽ. 1978, quá lâu rồi ha, gần 40 năm rồi. Thì Venus là một tượng thần rất là đẹp, hỏa thân. Các đường nét trên con người, mái tóc, nét mặt đều đẹp hết. Gọi là Venus de Milo. Milo là một cái thành ở bên Ý, mà người ta nặng ra cái bức tượng đó, cụt mất hai tay. Không biết là cụt cố tình hay là vô tình mà cái tay bị cụt. Thế là Venus là một cái nữ thần sắc đẹp. Thế là cô này cũng điệu lắm, đi đâu cô cũng soi gương. Người ta cái hình này là cái gương soi đó, cầm cái gương soi đó. Nhà tôi có con bé cháu, gọi tôi bằng cậu ruột. Con bà chị cả, còn tôi là cậu út. Nếu tôi cũng mười mấy tuổi, hay trêu con bé này, nó thua tôi có 9 tuổi. Cậu của cháu thua có 9 tuổi. Tôi với chị tôi hay trêu nó, nên là chị của tôi ở ngoài, tôi ở trong nhà. Ê, bà Uyên ơi, cái nó ra, cậu gọi cháu, nó đi. Nó đi ngang qua cái tủ mà có cái kính, cái tấm gương á, đứng lại. Nó vô tới trong nhà là trong này tôi buồn cười lắm rồi. Tôi vô nhà nói, cậu gọi cháu, cậu gọi cháu rồi. Cứ đúng lúc đó chị tôi ngoài kia gọi Uyên ơi, gì gọi cháu, nó đi ra. Đi ra trong cái tủ gói gương, nó lại. 10 lần là 10 lần. Con nít mới có 3-4 tuổi mà điệu là điệu. Không có thằng con trai nào mà lại đứng soi gương ấy. Nó mà soi gương là có vấn đề đấy. Đàm Vĩnh Hưng rồi đấy. Không phải Thanh Bạch. Thanh Bạch. Thế thì tại sao lại có vấn đề ở chỗ này? Dục là gì? Mình nghe đến tình dục mình cho nó là một điều xấu phải không ạ? Thật ra nó không có xấu. Tại mình làm cho nó xấu thôi. Dục là gì các bạn? Dục tiếng Hán Việt có nghĩa là muốn, là ham, là thèm. Cái gì là dục? Là ham muốn. Thế thì giữa người đàn ông và người đàn bà của mình có một cái ham muốn tự nhiên rất là đẹp. Nếu mà không có cái ham muốn đó nữa thì cuộc đời chán chết, không còn ý nghĩa gì, đi tu hết cho rồi. Mà thậm chí đi tu, tôi không muốn đẩy nghĩa theo nghĩa bệnh nha. Đi tu đó, dòng tu nam chúng tôi mà ở chung với nhau bừa bộn bê bối rác rưởi tùm lum, lớp tụi tôi mà đi dọn lau nhà là tụi tôi định nghĩa lau nhà của chúng tôi là gì? Đó là nó dơ ở một chỗ, bây giờ mình san đều ra cho nó dơ đều mọi chỗ, mỗi chỗ một tí. Tức là đồ nó lau lấy đầu lau nhìn mặt sạch, nhưng mà nó đang mỏng cái lớp bụi đi thôi, mà lớp bụi nó được tràn ra khắp mọi nơi. Đồ đạc thì mình dọn nhét đựng nhìn thấy là xong rồi, mà thật ra không có gì. Là tụi tôi gọi là mất trật tự trong một sự ổn định, hoặc là ổn định trong một sự mất trật tự. Cúp điện một cái tụi tôi rờ chụp đúng cái chỗ là cái đèn pin, chụp đúng cái chỗ là cái hộp quẹt, chụp đúng cái chỗ này. Tức là mình ẩu thì ẩu, nhưng mà trong đầu của đàn ông nó ghê lắm, nó sắp xếp đâu ra đó hết rồi. Nữ là không có chịu đâu. Chúng tôi lâu lâu còn được mấy dòng nữ mà mời sang đi giảng hay làm lễ hay đi dạy học sao mới nói như thiên đàng, cái gì nó cũng sạch, cái gì cũng chu đáo. Vậy tức là có một cái gì đó là một sự khác biệt mà Thiên Chúa đã an bài lạ lùng ở nơi các bạn. Mà lúc bình thường chúng ta không ở với nhau thì thôi, bạn bè chơi với nhau vậy thôi. Giống như tôi làm việc ở dưới thì mấy đứa bạn, mấy bạn nữ, mấy con gái thì nó tới thấy phòng bố dơ, có bố để con lau nhà nhé. Ừ, ồ cá của bố nước nó đỏ quá rồi, đi con đổ nước, con thay nước nhé. Ừ, làm đi. Rồi thôi nó về nhà, nhà nó ở, nhà mình tu, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu mà là hai bạn này, đây là người nào ngay thôi. Ô, ngày ra đi mình cũng tội nghiệp mình. Nếu mình thôi thiệt hết hả? Rồi cô kia đâu? Cái Eros của bạn đâu? Cái Venus của bạn ở đâu? Con hay là đi học một mình thôi? À, có.
Vậy thì là tội nghiệp những người nào mà đi học một mình ấy. Học không vô, ngồi vậy chứ đầu óc nó nằm ở chỗ khác đúng không? Gọi là xác một nơi, hồn một nơi. Thì cái dục đó nó làm cho cái người kia hấp dẫn. Đừng có tưởng chỉ có phụ nữ hấp dẫn đàn ông, mà đàn ông cũng hấp dẫn phụ nữ đấy. Xem ở trong muôn loài thì con gà trống đẹp hơn con gà mái, con công trống đẹp hơn con công mái. Con công trống nó mà xù lên một cái, để làm gì vậy? Để nó cua gái, để nó thu hút sự chú ý của cái con giống mái, giống cái. Bạn có ăn con cà cuống bao giờ? Có nghe nói cái con cà cuống không? Rồi bây giờ chất sâu rầy thuốc chống, sâu rầy thuốc phân bón này kia đó, nó làm chết ở đồng quê không còn con cà cuống nữa. Nhưng mà ngày xưa đó, thời tôi, thời sống chưa có cộng sản đánh nhau này kia đó, thanh bình, chỉ ở trong thành phố này thỉnh thoảng nó lọt vào một cái con cà cuống nó dài như này, nó to như này, nó bay được, nó ở ngoài đồng ruộng nó bay về thành phố, nó rớt xuống một cái hí hửng mang về lên cho mẹ. Mẹ tôi khám, mẹ tôi bảo con này con cái, con này con đực. Ủa sao mẹ hay vậy? Nói con đực ấy, nó mới xì ra cái mùi thơm để nó thu hút quyến rũ con gái, con cái. Thế nó có một cái túi dầu nằm ở dưới đít, nằm ở dưới cuối của nó. Thế anh đi đến đâu anh buồn buồn, anh dòm qua dòm lại không thấy ai, anh xì ra một tí thì trong không gian nó hoàng lắm một cái. Anh đực chứ không, anh đực á, chứ mà anh chống á chứ mà. Thì là con cái sẽ nhìn thấy người đâu có đi tìm trong bóng đêm, là tìm ra chàng, là chúng nó đám cưới và nó sinh con, nối dõi tông đường. Rồi mấy tháng sau nó chết. Nên nếu mà người ta bắt được cái con trống, người ta không giết liền, mà người ta để đó, nó xì ra, nó một lúc nào đó, nó buồn buồn, nó xì ra một cái, nó chưa chết liền, thì thế nặng quá, được thêm con cái. Mà thật ra người ta cũng không ác lắm, như mẹ tôi bảo thôi, nó là con đực thì thôi, trời cho, Chúa cho mình. Cho nên băm nó ra, băm nó ra trộn với nước mắm, thì nó thành một cái hương cà cuống ngon cực kỳ. Bạn mà ăn bánh cuốn, không phải là ăn bánh cuốn như bây giờ chúng ta ăn, mà là bánh ướt, mà bánh ướt cái kiểu người Thanh Trì của Hà Đông đó. Ở đây có ai gốc người Hà Đông, Thanh Trì? Tôi là gốc mẹ, quê mẹ tôi là Thanh Trì Hà Đông. Thì ăn cái bánh nó ngon vô cùng, bây giờ nó tiệt chủng luôn rồi. Người ta phải chế con cà cuống, cái hương cà cuống bằng hóa chất. Thế là người ta chế này chất kia, xong nó ra cái mùi gần giống như vậy. Thái Lan nó bán một cái lọ nhỏ xíu này, nhỏ bằng 1/3 cái lọ này thôi, tức là chai dầu. Nói kia là 1/3 cái chai dầu này thôi, là nó đã bán mấy trăm ngàn. Bạn ăn một tô bún thang, ở đấy ai ăn biết bún thang không? Học với tôi toàn nói món ăn không à. Tại tôi cũng đang đói bụng. Bún thang á, đó, có biết bún thang không? Bún thang đặc biệt của người Bắc á, thì chỉ cần một cái tô to vậy á, tô như này, người ta lấy cái chăm á, người ta châm vào trong cái chai đó, chỉ cần nhúng một cái tăm chấm vào mà họ nhúng được 5 tô là cái bát nó ăn thơm lừng. Bánh ướt, bánh cuốn, bún Thanh Trì hoặc là bún thang. Hồi nhỏ thì tôi chỉ biết đến thế thôi. Lớn lên tôi cảm thương cho cái con cà cuống, vì tình yêu mà chết mạng, mà bị chết mất xác, vì mẹ tôi băm nó thao với nước mắm, tại vì không có cách nào lấy được cái hạt cái túi nằm dưới đấy, lấy không khéo là nó vỡ toát ra là mất. Thì thôi chắc ăn nhất là băm chung hết, thế là nó vỡ ra, lúc đầu nó thành một cái xác con cà cuống. Lúc đó mẹ tôi cũng ngắt giò ngắt cẳng, nó cũng chết rồi chứ không phải là băm, mà lúc nó còn sống rồi mà ác dữ vậy. Tức là trộn nước mắm, là cái tô nước mắm nó để ăn hoài nó hết cả một cái giọt dầu ở trong đó. Một con cà cuống như này thì nó bằng một cái hột bắp đó. Cái túi nó bằng khoảng một hột bắp. Vậy có nghĩa là trong thế giới tự nhiên luôn luôn có một cái gì đó giống đực và giống cái thu hút lẫn nhau. Bông hoa cũng vậy, con vật cũng vậy, chỉ có cục đá mới không có. Cục đá nó gọi là cái gì, thực vật rồi khoáng vật hay cái gì vật nữa, thì nó không có cảm giác, nó không có linh hồn, nó không có giác hồn, nên nó không có tình dục. Còn tất cả mọi loài đều có tình dục, mà nhờ vậy mà thế giới này lưu chuyển và không bao giờ
bị diệt chủng. Đặc biệt có cái con thỏ là cái con thì người ta tiên đoán là nó sẽ không bao giờ bị diệt chủng. Bởi vì hay lắm, con thỏ nó có bầu, nó đẻ con, nó vừa đẻ được lúc 12 giờ trưa. Nó đang nó đói quá, nó ăn, nó bù sức lại, nó ăn xong 1 giờ nó đang nằm nghỉ. Con nó còn nhỏ xíu nằm ở đó đó. Mà nó nhìn thấy có một thằng thỏ đực nào đó đi ngang, không phải là chồng nó, chỉ là thỏ đực thôi. Là chị ta rung mình một phát, rút thêm cái trứng. Mà khi rút trứng một cái là chị ta cũng toát ra một cái mùi hương lạ lùng nào đó mà chỉ có thỏ đực mới biết. Thế là anh thỏ đực đang đi ngoài sân, ngửi thấy cái mùi gì. Thế là anh ta đi tìm. Anh ta đi tìm là trông thấy nàng một cái là hai anh chị lại kết hôn liền. Không cần đi học giáo lý hôn nhân. Bởi vậy con thỏ nó đẻ xong là nó có bầu, nó đẻ nữa. Con người có vậy không? Người không thể luôn. Hay lắm. Khi mà trứng rục của người phụ nữ nó rục mà lại gặp được cái tinh trùng người nam trong một lần, trong một lần vừa có tình yêu mà vừa có tình dục, đúng không? Thì động thai. Khi động thai một phát là có một cái tín hiệu nó báo lên nhân não, bộ chỉ huy não báo xuống. Thứ nhất là khóa cửa tử cung lại. Lúc bình thường cửa tử cung vẫn mở, đến kỳ hạn là mở để kinh nguyệt phát ra, đúng không? Còn khi bạn có bầu không hề có kinh nguyệt nữa, cửa tử cung khóa chặt lại. Khóa chặt lại đến nỗi mà cái buồng tử cung nó thành vô trùng, tức là không có nhiễm virus cả trớn gì hết đó. Không có tin tặc nào mà chui vào trong đó được, không có virus nào mà vào trong đó được. Và người ta đo được cái độ vô trùng của cái tử cung là gần như tuyệt đối, hơn hẳn cái Skylab, tức là cái phi thuyền không gian của Mỹ mà nó bay vào không gian á. Ở trong đó nó phải vô trùng, không có là nó chết. Cái bầu khí của cái phi thuyền bay ra thì người ta tính là cái độ vô trùng của tử cung đóng khép kín cửa rồi. Và chỉ mở khi nào các bạn? Khi sinh con. Ví dụ như mẹ tôi tính theo ngày thì hôm đó tôi phải sinh rồi. Thế mẹ tôi hối ba tôi là: "Ê, ông đưa tôi vào nhà bà Đỡ, Đỡ là bà Đỡ đẻ đó, bà là tư nhân ở đường Mạn Đĩnh Chi. Suốt đời bà là em Đỡ, lên chị Đỡ, lên cô Đỡ, lên bà Đỡ, lên cụ Đỡ." Tức là bà Đỡ không biết bao nhiêu người, đến khi bà mệt, bà già yếu thôi thì bà đứng mà tư vấn cho những cái cô học trò của bà, gặp khó khăn gì thì bà. Bà khuyên lấy chồng luôn. Tôi lớn lên rồi, bà Đỡ vẫn còn tới chơi nhà, tại bà Đỡ đẻ cho tất cả anh các chị tôi cho tới tôi. Không lập gia đình, người Phật giáo rất là tốt. Thì à, mẹ tôi mới thối bà tôi là theo lịch thì là ngày hôm nay, ngày xưa không có đón dự sinh đâu, mà là mẹ tôi nằm mơ là hôm đó có thai, nên bố tôi phải ghi vào giấy là hôm nay có thai. Rồi tính ngày ra 3 tháng, 9 tháng 10 ngày cộng lại thì tôi sẽ sinh ra vào ngày rằm tháng 4 Phật đản. Hôm đó trước một ngày thì mẹ tôi bảo thôi, tới ngày mai là ngày dự sinh, ông đưa tôi đến nhà bà Đỡ rằng tôi nói chắc ăn. Nhà tôi đang ở Huỳnh Khương Ninh, chạy tới Mạn Đĩnh Chi cũng gần. Và biết được Mạn Đĩnh Chi rồi ha, chuẩn nhất. Thế là đưa đến thì bà Đỡ mới bảo mẹ tôi là, lúc đó mẹ tôi đã 44 tuổi rồi, bố tôi cũng 44 tuổi, lớn tuổi lắm rồi. Bảo thôi em lên đây đi chị khám. Thì bà Đỡ bảo khám bảo mới mở có một phân. Tức là cái cửa tử cung nó bắt đầu nó mở ra từ từ, để cho đứa bé có chỗ đi ra. Mà mới mở một phân tức là chưa sanh, phải mở 5 phân, 10 phân trở lên. Thế là bà Đỡ bảo chưa đâu, em phải 3 ngày nữa. Nhưng mà thôi em về làm gì, ở đây với chị cho vui. Thế bảo thôi mấy hôm nay mình bảo xanh nó cũng còn vắng vẻ, có mình chị ở mình buồn, các bà bầu không ai tới mà về hết, người nào xanh xong cũng về, mà người nào chưa xanh thì chưa tới, có mình em tới vui quá, chị em mình ngồi nói chuyện nhau. Thế là lấy đồ đan ra, đan áo. Ngày xưa các bà bầu á đều học đan hết, bây giờ các bạn có bầu không ai thèm học đan, học lướt web. Mà ngày xưa là người ta học đan là chính tay người mẹ sẽ đan cái bí tất hoặc là cái đôi tay hoặc là cái mũ cho đứa con của mình. Có thể đan bụng về, có thể đan không đẹp, nhưng mà cái đó là tình gương của mình dành cho đứa con. Thế ra là bao giờ cũng là người phụ nữ ngày xưa là rời cái gì ra là cần hai cái đan.
cứ đan, vừa nói chuyện vừa đan được, xem tivi nói đan, đan nhắm mắt đan vẫn được. Đây ai biết đan giơ tay. Có một bạn à, uổng đó chưa, các bạn khác lo đi học đan đi, mở Google trên mạng nó cũng có dạy đan đó. Mua hai que đan về, ít nhất mình đan cho con mình một cái mũ, hoặc là có người đan được cả cái áo len nhỏ nhỏ. Rồi đến khi nó lớn lên rồi ấy, nó có chuyện gì nó hỗn nó mình ấy, mình đem ra, con ơi con ngày xưa con còn bé tí mẹ đan con cái áo này, mẹ mẹ vẫn còn giữ. Đứa con bảo đảm sẽ òa khóc mà ôm lấy mẹ, mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con xin hứa mẹ đây là lần đầu và cũng là lần kế chót. Tại vì không biết có ngày nào nó con lại hỗn với mẹ nữa. Thế là mẹ tôi mới ở lại với bà đó. Bố tôi được thả về yên tâm, được tự do trong mấy ngày trước khi vợ đẻ. Nên bố tôi còn nhìn lại thấy bà chưa chưa, bà cứ nói như đinh đóng cột cho bà rớt rồi chứ chưa. Bây giờ chuyên môn bác sĩ nói là chưa đẻ. Mẹ tôi thì bảo đẻ, đúng như đó là đến cái đoạn điều. Giấc mơ thôi đó mà mẹ tôi đinh ninh như vậy. Thế hai bà ra ngồi đan, đưa đến nằm là lúc 5 giờ chiều. Thế là hai bà ngồi đan rồi ăn cơm chiều vui vẻ lắm. Ngồi đan đến 11 giờ, bắt đầu muốn đi ngủ. Thì bà đỡ bà, thôi em lên đấy, chị khám cho em lần nữa rồi mình đi ngủ. Vui lên khám, bà bảo đó bảo, hình 10 phân. Đẻ luôn một phát, thế là vẫn đúng ngày như thường. Vừa qua các 12 giờ là vào đúng ngày hôm sau là ngày Phật đản rằm tháng 4, năm Kỷ Hợi. Thế là vẫn đúng. Bố tôi ngày hôm sau vẫn đưng ninh là mẹ ban đêm đẻ mà. Bố vẫn đi làm buổi sáng. Buổi trưa bố tôi mới đi làm về tới nhà. Thì bà chị ba của tôi, chị ba tôi mới chết cái đầy một tháng. Chết cái đầy một tháng mà 80 tuổi rồi. Và chị ba tôi mới nói, ba hay ba, mẹ sinh em bé rồi. Bố tôi hỏi, con trai hay con gái? Dạ con trai ạ. Tức là bố tôi run. Chị tôi tả lại là bố tôi lập cập run. Hồi hộp quá. Đến mức mà không dám đạp xe đạp chở con gái đi theo nữa. Mà hai bố con dắt cái xe đạp từ Huỳnh Hữu Ninh mà sang đến mặt đến chị. Vô cái là mẹ tôi ngày xưa là xanh mặt đấy, là người ta cho nằm bên cạnh mẹ luôn này. Thế mẹ tôi mới bảo đấy ông dạ ông xem có đúng nhất là đúng ngày rồi nhé. Thế hai đúng mặt nó không, tôi tải ông nghe rồi đó. Ông ghi vào trong giấy rồi đó. Là mắt to mắt bé, cập bật lò xo mắt bé mắt to, cập bật lò xo mắt to mắt bé. Mà giờ mình nhìn kỹ thấy tôi cái mắt to mắt bé, mắt này nó bé bé này hả, nó bị sụp. Là mắt này tôi bị tật bẩm sinh, tôi bị mù mắt này. Mắt này tôi không làm việc gì được hết, nó bị sụp xuống. Trong giấc mơ mẹ tôi đã nhìn thấy một thằng bé mắt to mắt bé. Rồi xoáy ngược đỉnh đầu này, bạn thấy tôi ngược đầu không? Người ta xoáy bên này, ông này xoáy bên này này. Nhưng ông này đâu có đi tu à, ông này lấy vợ không? Muốn đi tu không? Không. Thế là tôi xoáy qua bên này, như người ta là xoáy bên này phải không? Tôi xoáy bên này. Mẹ tôi thấy, trước tôi nói mà mẹ tôi thấy là hai cái dái tai nó rất là dài, nó là tai Phật. Bố tôi thở phào, thôi tôi thua bà, tôi cũng đang mong có con trai. Mẹ tôi bảo nếu vậy thằng này lớn lên sẽ đi tu, mà lại tu dòng cũng thế. Mẹ tôi nói như vậy, mà quả thật thì sau tôi, là nhà tôi đám cưới năm 87 mà cũng không đám cưới được, nó trục chặt mãi rồi. Về sau tôi cảm nhận là tôi đi tu đúng, tôi, từ ngày tôi đi tu đời cho nó xuôi, mà nó không còn bị trục chặt nữa. Trở lại cái chỗ hồi nãy là có một cái tín hiệu báo lên là khép chặt cửa tử cung lại. Vậy tức là có một cái gì đó, trứng nó rụng rồi là chuẩn bị cho cả một cái kế hoạch sẽ sinh con. Cái cửa tử cung mà nó khóa chặt lại để làm gì? Để đứa bé nằm trong đó an toàn. Bạn đi đường xe Honda, bạn gặp ổ gà. Đường xã hội chủ nghĩa chúng ta toàn là ổ gà ha. Sắp vào cái bụng một cái cũng không sao. Nếu mà bạn tập thể dục buổi sáng, bạn jogging, bạn chạy cũng không rớt đứa bé ra được. Chỉ ngoại trừ trường hợp này mới có khả năng rớt đứa bé ra, đó là người đó đã từng phá thai. Phá thai là gì? Phá thai là cái cửa tử cung nó đang khép chặt để chờ tới ngày đứa bé nó sanh vào mà. Thì bây giờ người ta lại nạy tìm một cách banh cái cửa đó ra để mà lôi cái đứa bé đó ra hoặc giết nó. Phá thai nên cái ổ khóa mà các bạn nạy nạy như vậy là nó hỏng rồi. Và
nó không còn cái độ co giãn rất là chặt, cái cơ mà phá cửa tử cung nó không còn chặt, nó bị giãn rồi. Nhất là người nào phá thai đến lần thứ hai nữa là thôi. Nên các bạn nhớ tuyệt đối không phá thai nha. Cái bài của tôi còn đến thứ 6 tuần tới nữa, thì đâu tháng 10 đó tôi mới dạy cái bài đó. Nhưng mà bây giờ tôi phải dạy trước. Mà muốn đừng có phá thai thì phải đừng có thai. Mà muốn đừng có thai thì đừng phải thai. Không, ăn kem trước cổng, à quên, ăn cơm trước kẹn. Biết ăn cơm trước kẹn là gì không? Tức là chưa đám cưới mà đã ý với nhau rồi. Khi ấy như vậy rồi là nó chật lất, nó sai hết, nó hỏng chuyện, hư bột hư đường. Bạn nào lỡ ấy rồi thì thôi, từ đây đến đám cưới đừng có ấy nữa. Để cho đến khi mà cái tình yêu của bạn, lát nữa tôi sẽ dần dần tôi dẫn đến Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu đến và chúc phúc cho đàng hoàng, đúng là anh này là chồng của cô này là vợ của anh này. Còn bây giờ hai bạn vẫn đi học giáo lý, vẫn chưa phải là vợ chồng. Nhiều lắm là đính hôn. Đính hôn tức là chúng tôi sẽ lấy nhau. Tôi báo trước cho biết để đừng có thằng nào nhào vô nữa nha. Ván đã đóng thùng rồi. Tôi đặt cọc rồi đó. Đặt cọc tiền rồi, đặt cọc này là tôi đặt cọc sinh mạng của tôi vô rồi. Tôi sẽ cưới cô này đâu đó nha. Nếu mà người nào nuốt lời hứa đó, trời ơi, miệng đời thế gian người ta chửi cho thê thảm sao ạ. Vì tôi hứa hôn. Nhưng mà ngay cả lúc đó rồi bạn cũng không nên lỡ dạy. Bác sĩ Lan Hải đã học, đã dạy các bạn làm bài nào chưa? Trong khóa này bạn sẽ gặp bác sĩ Lan Hải. Bác có nói một câu rất là hay. Một cuốn truyện tiểu thuyết rất là hấp dẫn, phải không ạ? Người ta xem từ từ, từng trang một, từng chương một, xem từ đầu. Còn cái người mà ăn kem trước cổng, à quên, ăn cơm trước kẻ, ở cái chương sách là tình yêu là cái gì để mình khám phá. Anh khám phá đời em giống như một người bị hồi hộp đọc một câu chuyện tiểu thuyết, hoặc là bạn xem phim. Ai mê coi phim giơ tay. Nhất là phim Hàn Quốc, chúng tôi đã khóc. Mình xem mà mình còn khóc, mà nhạc nó hay quá đi. Phim mà Good Doctor được hả? Bác sĩ tốt hay gì đó ha, Good Doctor hay là anh em nhà bác sĩ. Cứ hay cái cô đó xuất hiện là cái nhạc nó lên, mà tôi là dân mê nhạc. Rồi nghe nó não rồi thôi. Thì nó khôn lắm, cái phim nó làm cho mình ngồi mình hồi hộp, mình không đoán trước được. Cái phim Việt Nam nó dở là bởi vì mới xem tập 1 đoán tập kết nó là gì rồi. Mới xem đầu tập đã biết cuối tập nó sẽ là gì rồi, đúng không? Đoán được hết rồi, sắp nói là biết nó nói cái gì rồi. Trong khi đó phim giỏi, nó đạo diễn nó giỏi, nó không cho mình biết được kết thúc, không đoán được. Mình cũng có thể cũng đoán, nhưng mà đoán chật lất ấy. Có thể đúng được một phần nào đó, xong sau đó chật lất. Nó làm những cái đột biến bất ngờ, nó mới hồi hộp. Nên hai bạn mà yêu nhau đó, thì cũng khám phá về nhau từng chút một. Bác sĩ Hải, Lan Hải nói là tự nhiên không chịu đọc từng trang từng chương, mở luôn cái trang cuối rồi xem. Xem ngay trang cuối, đốt giai đoạn, lửa, Eros nó cháy đùng 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 đùng. Đó là hai anh chị dắt vào nhà trọ. Mà nhà trọ gì đâu, mà nhà trọ 1 giờ. Có ai mà đi thuê nhà trọ 1 giờ, 1 giờ 50 nghìn. Ngày nào tôi có đi làm lễ, tôi đi bộ, tôi đi ngang, tôi cũng thấy cái nhà đó. 1 giờ 50 nghìn, giờ thứ hai tính thêm 30 nghìn. Đúng là chỉ là những cái nơi để mà người ta giải quyết những cái chuyện kỳ cục. Trong khi đó chuyện tình yêu của mình nó đẹp biết bao nhiêu, phải không? Tôi đi tu rồi nhưng mà mình cũng nghe được, mình thấy được những đôi bạn nó hạnh phúc như thế nào. Các bạn đang có cái niềm hạnh phúc đó của mình đừng đánh mất. Vội xem ngay đến trang cuối cùng. Trang cuối cùng nó có cái gì các bạn? Giá bán 15 ngàn. Đúng không? Trang cuối cùng nó giá bán nó đề ngay đuôi. Thế là có vẻ nó chán không? Cái cô nào mà lỡ lầm một phát rồi đó thì cũng sướng, hai bạn cũng lâng lâng hạnh phúc, người nó khờ khờ ra. Nhưng mà sau đó thì cô ấy sẽ rơi vào một tình trạng lo lắng không thể tưởng. Chết mẹ rồi, anh có lấy mình không hay anh sù mất. Và anh chàng thì nó lại có cảm giác khác mới ghê. Tôi hỏi nhiều tên rồi, nó trời tưởng cái gì, trời tưởng cái gì. Vậy có nghĩa là từ đây về sau anh ta không còn một cái gì để khám phá nữa.
tất cả mọi hóc hẻm, mọi hang hóc, mọi chi tiết gì trên cuộc đời, xin lỗi nói hơi thô một tiếng, trên cái thân thể của người phụ nữ, anh đàn ông nó biết hết rồi. Mà anh ta chưa phải là chồng mình, chết mẹ không? Nha, có một cái cảm giác là anh ta bắt đầu coi thường cái người đó. Chưa lộ ra ngoài nhưng mà tưởng gì, tưởng gì. Và 5 ngày tuần sau có khuynh hướng Eros nó lại nổi dậy. Mà bây giờ hồi xưa thì có tình yêu nha, tình yêu dẫn đường nha. Rồi Eros nó đến sau, nhưng mà đã lỡ dại một phát rồi, ngoài hôn nhân và trước hôn nhân đó, thì lần sau cái tình dục nó sẽ chi phối đi trước. Tự nhiên tới ngày đó người nó ngưỡng ấy, nó khó chịu, nó giống như ghiền xì ke vậy đó. Thế là anh ta lại thuyết phục dỗ cô bảo chết mồ, mình lỡ cho anh rồi, bây giờ không cho nữa nó giận mình chết, lại phải chiều lòng người ta. Cứ thế hai bên trượt dài chuyện này. Tôi nói thật, đó là không phải tôi không có kinh nghiệm cái chuyện đấy, nhưng mà biết bao nhiêu đôi hôn nhân mà đổ vỡ đó, có khi chưa kịp đám cưới đã đổ vỡ rồi. Hay là những cái cô mà, tại vì tôi có mấy cái máy ấm bảo vệ sự sống, tức là nuôi các bà bầu đó, bà bầu mà có thai mà không có phá thai á, cứ biết giữ gìn em bé lại, thì tôi nuôi về đó, nghe nó tâm sự mình mới thấy không tội nghiệp. Là đàn ông nó có cái cảm có cái cám dỗ là biến, nhấn nút exit, escape, nhấn nút biến, bởi vì anh ta sợ quá, chết cha rồi, bây giờ mình chưa chuẩn bị xong mà bây giờ mình lại sắp có con nữa, chưa học đại học xong. Có một cái trường hợp ở trong máy ấm của tôi, con của ông chủ tịch phường sơi con gái của phó chủ tịch phường, thằng bé 14, con bé 12, hai đứa nó như con nít nữa. Mắt trước người lớn nó ngồi xem, nó thấy bố mẹ nó ở nhà xem phim sách ấy. Thế là anh cứ mở lên xem mà hai đứa cười khúc khích, nó cười lắm. Nó giáo nó kể cho mình nghe buồn cười lắm. Rồi bắt được hai đứa bắt trước làm thì con nít mà làm sao mà làm được. Nhưng mà lần này chưa được, lần sau lại làm, lần sau đến lần thứ 10, ví dụ như vậy, là bắt đầu cái Eros ở trong con người của thằng bé nó đến sớm hơn bình thường. Eros ở trong người con gái nó mới 12 tuổi thôi, bỗng nhiên trứng rụng. Ở thằng kia thì dậy thì, tức là có khả năng để ân ái, bên đây là có khả năng để tiếp nhận, mà bên kia có tinh trùng rồi, bên này có trứng rồi, đầy đủ vật liệu xây dựng rồi, tập kết một cái là xây nhà thôi. Đùng cái có con đi khám bệnh ở bên này, kêu bên kia qua, nói con anh làm cho con tôi có bầu. Bên kia nói chối phăng, nói trời ơi, thằng nhỏ nhà tôi nó dễ thương, nó mới 14 tuổi biết mẹ gì đâu, chối phăng. Bên đây nói định đi phá thai rồi, nhưng mà bà tức quá, bà mẹ của con bé nó tức quá, nó bảo đã vậy không phá thai nữa, để đẻ ra tôi đi xét nghiệm ADN, DNA, chết mẹ bên kia cho bà nói. À, đưa ra tòa là bên kia nó bắt buộc cái. Thế là nhờ vậy mà đứa bé không bị phá thai. Dẫn đến tụi tôi nó ngồi cái ghế này mà hai chân nó còn đúng đưa, là tay còn cầm cuốn Doraemon. Dễ thương, cái mặt nó giống như chuyện manga của Nhật Bản vậy đó, chuyện tranh Nhật Bản, mặt nó xinh xắn, con bé bung bê tóc. 12 tuổi, 13 tuổi nó sinh con. Trong thời gian nó ở nhà đó thì nó thấy đạo hay quá, thế nó xin mấy cô bác mà cái ba hai bác mà phụ trách cái máy ấm của tụi tôi, nó mới xin cho nó theo đạo. Cái hai bác này bảo con ơi, con là tuổi vị thành niên, con mới năm nay con có gần 13 tuổi à, bác không có quyền chuyện đó, phải hỏi mẹ con, mời mẹ nó đến. Mẹ nó đến thì mẹ nó mới la làng lên là ôi trời ơi, tôi đạo gốc ngày xưa, tại tôi lấy ống là đảng viên nhưng tôi bỏ đạo, bây giờ nó theo đạo là tốt quá, cho nó rửa tội luôn rồi. tôi bốn này tôi quên đạo thôi rồi, tôi quên rửa tội cho nó, không được rửa tội, để lấy chồng đảng viên mà. Thì bây giờ cho nó rửa tội, nhân cơ hội này rửa tội luôn. Lúc rửa tội mới biết bà ngoại của đứa bé mới 29 tuổi. Tức là bà đẻ con bé nó cũng 15, 16 tuổi. Đúng không? Bây giờ nó mới mười mấy tuổi, cộng lại bà ngoại 29 tuổi.
con gái 13 tuổi, cháu bé 3 ngày. Bình thấy lạ có mình hỏi, chị ơi, vậy thì còn má chị sao? Dạ thương má con, cũng hàng mấy đẻ rồi. Thành ra giờ bà ngoại mới có 50 mấy tuổi, bà cố ngoại á, 50 mấy tuổi, bà ngoại 29 tuổi, con gái 13 tuổi. Thành ra nó có một cái gì đó là một cái thức tỉnh lạ lùng mà con người ta nếu mà không đề phòng là mình không làm chủ được đâu. Có nhiều bạn dại dột có bầu rồi hỏi sao. Dạ thưa cha, con thành thật mà nói là lúc đó ngu lắm cha ơi, không còn biết gì nữa đâu, đã lắm, con tả cho cha nghe không được. Nhưng mà cái Eros này nó làm cho cái tình dục nó làm cho con người ta đê mê, tê tái và rất là ái ngại. Thế thì có một cái là Thiên Chúa gửi đến cho con người ta khác con vật. Con vật nó chỉ có cái này thôi. Tình yêu nó cũng có một phần, con chó mẹ nó cũng có thương con chó con, nhưng mà một phần nào đó thôi. Con người vẫn là vượt lên trên tất cả. Bạn vì cái tình yêu này bạn mới đi học giáo lý hôn nhân nè. Bạn vì tình yêu này bạn mới có nhớ, có mong, bạn mới có xây đắp ước mơ, bạn mới có dự định tương lai. Chứ còn con chó đâu có tính cái chuyện đó đâu. Tôi kể chuyện tiếp. Con chó nhà tôi đó, nhà tôi có nuôi con chó phốc lai. Nó lai nhưng nó hơi to một tí, nó đứng chồm trên cổng, nó dòm ra ngoài đường được. Ngày thường nó rất là vui, mình về nhà nó đón tiếp mình vẫy đuôi sủa vui vẻ lắm. Nhất là tôi, nó hợp tác với tôi đi bắt chuột. Nó với tôi về là tôi tổ chức đi bắt chuột. Mỗi lần nào về là thế nào nó bắt được một con. Nhưng hôm đó tự nhiên về nó không thèm quan tâm gì đến tôi nữa. Lơ lơ lơ. Nó chạy ra ngoài cổng, nó nhón lên đứng nó nhìn. Nó kia. Mình không hiểu con này nó làm cái gì. Thì nó đốt, nó còn bé lắm, mình mấy tuổi. Không ngờ đến lúc ba tôi về, tôi vừa mở cái cửa cho xe ba tôi vô, xe Mobilet chắc vô một cái, là nó phóng từ bên này đường, phóng rẹt phát băng qua đường. Xe né nó thôi chứ nó không né xe. Tức là chứng tỏ lúc đó nó mù rồi, điên cuồng rồi, không biết sợ trời là gì nữa. Chạy một cái rẹt, nó sang nó gặp người yêu của nó, à gặp chó yêu của nó. Mà tôi mới tò mò, nó chạy qua bên kia, hai đứa đấy, vậy tôi nó làm, dưới nó chạy lúc lúc à đứa mặt khí ta cái tỉnh. Trời ơi, nhưng mà bồ nó xấu hay là xấu, còn bị xà mâu nữa. Mình tức, con chó nhà mình đàng hoàng tử tế, đẹp trai, mà sao mà quen với con nhỏ nào mà nó xấu quá vậy. Mà hai đứa thì nó bất kể. Lúc đó là có một cái gì đó gọi là Eros ở trong hai con, bản năng của loài thú vật tự nhiên. Rồi nó ấy nhau làm sao đó, rồi lúc sau nó về nhà cao cao cửa lại mở cho nó vô, nó kiếm đi nước nó uống, nó nằm thờ rồi nó thở. Một hai tiếng sau nó mới hồi sinh. Mặt còn đờ đẫn. Rồi ngày hôm sau nó lại tái diễn cái chuyện đó. Nó nói rồi mày có hẹn được không, cái vừa mở cửa một cái bóng veo, cái này tôi cố tình giả vờ mở cửa xem có nó làm gì, bóng veo cái qua bên kia đường, kia này con bồ khác. À vậy tức là chỉ có con người mới có khả năng thủy chung, mới có khả năng yêu một người và chết cho cái người đó mà thôi. Ngoại trừ người đó chết rồi thì mới yêu người khác. Hay là đổ vỡ thế nào đó không hợp nhau thì thôi, chứ còn mà đã yêu thật rồi, yêu mà tới nơi tới chốn rồi, chết luôn. Tôi có một cái trường hợp, hai anh chị đó, tôi không nói tên, anh ấy thì chết rồi. Hai người thương nhau lắm rồi, định đi vượt biên. Thế hệ các bạn không còn biết, chắc ông này biết này, ha, lớn lớn tí. Năm nay anh 50 mấy tuổi rồi, 50 là biết chuyện đó rồi đó. Thế là cái thời đó nó vượt biên, người ta bỏ nước này, người ta ra đi, nó khổ quá. Thì hai anh chị này cũng yêu nhau, là anh ấy là người Bến Tre, chị ấy là người Long An. Chị là sinh hoạt trong nhóm Mai Khôi của tôi với ông Thắng à. Thế là hai người yêu nhau mà nghèo quá, và thôi để tụi mình cố gắng kiếm tiền, làm kiếm tiền xong rồi đi đóng tiền đi vượt biên, người ta cho đi ké sang bên kia là tụi mình cưới nhau. Hai người thương nhau lắm. Chị Long An người Thủ Thừa, anh ấy là người Thạch Phú Bến Tre.
nên là anh làm cái nghề mà gọi là khắc con dấu ở ngoài chợ á. Khắc con dấu rất là giỏi. Thế thì có cái tụi mà nó buôn lậu, nó tới nó nhờ khắc con dấu công an. Nó nói nó là công an mà máy của nhà nước hư, nên đến nhờ anh này làm, trả tiền khá cao, anh này mừng quá làm, có tiền, tích góp tiền để mà chuẩn bị đi vượt biên mà. Là anh ta làm con dấu là con dấu giả mà anh ta biết là anh đã bị phạm pháp. Sau đó cái đường dây buôn lậu nó bị bể thì người ta truy ra xem dấu là dấu công an, làm như thật luôn. Ở đâu mà có thì nó mới khai ra nó làm ngoài chợ. Tới bắt luôn anh này là đồng lõa làm tội con dấu giả. Thế là anh đi tù án có 4 năm rồi. Ở trong tù anh mới là một người rất là tốt bụng. Anh mới bênh vực những người nghèo hơn, những người yếu hơn. Có một thằng đó nó chuyên môn nó tịch thu đồ thăm nuôi. Nó là đại bàng ở trong nhà giam. Thì anh này mới đứng bênh vực với đứa bé kia. Thế là thằng này nó ghét, nó đánh cái này hoài. Thì anh này cứ nói là nếu mà anh có đánh tôi cũng chịu. Anh có lấy đồ thăm nuôi của tôi cũng chịu. Hoặc dù tôi cũng đói, tôi cũng thiếu thốn. Mẹ tôi cũng nghèo, tôi quen bà mẹ. Tức là bà mẹ tôi không thăm ơi, tôi cũng quý đồ lắm. Nhưng mà nếu anh cần thì anh lấy của tôi, đừng lấy của thằng bé thôi. Cái thằng này nó điên điên, nó cầm một cái mảnh thiết sắt. Đánh anh này, nó đâm một phát trúng vào tim. Thế là anh chết. Anh chết thì cái cô người yêu ngoài đau khổ đó, mà má của anh thì nghẹn ngào đau đớn, mất với người con trai. Hai má con, tức là mẹ chồng và nàng dâu chưa cưới gì hết. Ở cái phiên tòa đó, xét xử thì án của cái anh giết người kia là tội, đã có tội nằm trong tù rồi. Bây giờ còn chồng án thêm nữa là cố sát trong tù, tử hình. Trước khi nghị án thì tòa mới nói là bà là mẹ của nạn nhân, bà có muốn nói gì trước tòa không? Thì bà này bà đứng lên bà nói: dạ thưa quý tòa, dạ tôi là người nông dân dưới thành phố Bến Tre đó, là tôi không biết năng nói gì hết. Nhưng mà nếu mà hỏi tôi là mà cho tôi nói một câu đó thì tôi xin tha cho thằng đó đi. Mọi người ồ, tại sao một người mẹ của một nạn nhân lại xin tha cho cái kẻ đã gây án không ạ? Ông tòa cũng hỏi tại sao, tại sao bà lại xin tha? Người ta thường thường ở đây người ta sẽ đòi nợ máu. Người ta sẽ bảo là nếu mà tôi cái khung án thấp hơn người ta đòi tử hình, đòi cao lên. Bà lại đòi tha bổng. Tại sao vậy? Nhà tư quý tòa, dạ tôi không biết. Tại sao vậy? Mà bị gì? Chắc là tại bị gì, tôi là người công giáo, Chúa biểu tôi phải tha, nên tôi tha. Thế hơn nữa là tôi dòm má của nó đó. Tôi thấy bà đang đau khổ. Tôi là một bà má đã có thằng con trai chết rồi. Tôi không muốn có một người má nào phải chết đứa con trai nữa. Nên tôi khổ, đừng bắt người đó khổ giống tôi. Bà kia bà dừng lên, bà nhỏ. Chưa bao giờ có một người mà lại nói một cái điều như vậy ở giữa tòa. Hai bà chạy lại ôm nhau khóc. Bà kia khóc, xin lỗi bà này là con tôi, nó làm chết con của chị. Bà này là bà Sáu, bà kia là bà Tư. Hay, tôi biết rõ rừng bà Sáu rồi. Người Bến Tre. Tòa vô nghị án, ra thì tòa giảm án từ tử hình xuống còn 25 năm. Mừng quá, bà xin thăm nuôi. Thì bà này bà mới xin với bà kia. Này tôi hơi lạc đề một chút, nhưng mà để nói về Chúa Giêsu lạc đề cũng được. Thì mới nói là thôi chị cho tôi đi thăm nuôi nó chung với chị. Mà đi thăm nuôi chung với bà má này thì vừa thằng kia nó vừa ra ngoài, nó nhìn thấy bà này cái là nó bỏ nó chạy luôn, khóc ân hận. Thật ra cái bà Sáu, bà Tư kia bà mới nói với bà Sáu: thôi chị ơi, chị thương nó thì tôi cảm ơn chị, nhưng mà chị đi với tôi là nó không dám ra nữa, nó nhìn thấy chị là nó ân hận. Thì bà này bà nói: ờ vậy thôi, tôi gửi đồ cho chị đi thăm nuôi nó, tôi không đi với chị nữa, nhưng mà chị nhắn nó lại giùm tôi là nhớ nói nó ở tù đàng hoàng tử tế, rồi mong có ngày được giảm án, rồi còn ra về làm lại cuộc đời. Tôi hứa nếu nó trở thành người tốt, tôi nhận nó làm con của tôi. Đó là tôi lạc đề, cái phần lạc đề. Cái phần mà tôi muốn nhắm kể là cái cô đó, cô gái đó đó. Thì cái cô đau khổ, cái chồng bị chết, người chồng hôn phu người chết như vậy, đau đớn quá, thì cô mới sang ở nhà của bà má chồng này,
thưa má, con xin ba má con trong thời gian này con qua con ở với má. Mà nếu mà ba má con đồng ý luôn là coi như con mới đính hôn với ảnh là con là vợ của ảnh rồi. Nên con là con của má luôn, con qua đây nhà không còn ai con lo cho má. Con không lấy chồng nữa đâu. Con yêu ảnh, có một mình ảnh thôi. Không ngờ ảnh lại bị giết chết nên, mà giết chết vì cái chuyện như vậy đó. Bao nhiêu người mà làm chứng ở trong tù cũng kể. Thì con càng cảm phục và yêu mến ảnh nhiều hơn. Con người ảnh là một con người cao thượng. Con không được ở đời, ở kiếp với ảnh nhưng mà con mang ơn ảnh. Anh đã chết mà anh để lại cho con một bài học quá hay. Nên con xin ở vậy thờ, không lấy chồng. Con làm con của má, má nuôi con làm con của má. Bà này bà ôm con này, hai mẹ con khóc. Thôi con đừng nói nữa, má hiểu lòng con rồi. Nhưng mà con ơi, con còn trẻ lắm. Con phải kiếm được một người đàn ông tử tế, rồi con kết hôn. Như vậy thì má mới được thêm một thằng rể. Con thì thành con gái má rồi chứ không phải con dâu. Nhưng mà con này đám cưới với một cái người đàng hoàng tử tế để má có thêm được một thằng con trai bù vào chỗ con trai của má mất. Con bây giờ con còn thương nó thì con nói vậy thôi. Mà rồi con của má nó không có để cho cái chết của nó trở thành vô ích, mà con sẽ phải lớn lên từ nó. Thì cô đó cũng kể hết cho tôi nghe. Cô là trong nhóm mày khôi với tụi tôi. Giờ kể thì mình vẫn còn rớm nước mắt. Tôi nói nó chuyện tình thì nó đẹp quá. Mãi sau này tự nhiên cô đó dẫn một anh khác tới gặp tôi. Nói anh Huy, hồi đó tụi tôi còn trẻ nha. Bây giờ cô cũng phải gần 50 rồi, đã hơn 50 rồi. Anh Huy, em gặp anh này cũng tốt. Nét mặt anh cũng giống anh Hùng mà trước. Mà nét mặt anh cũng dễ thương, mà tính tình anh cũng giống. Em có kể lại tất cả cuộc đời của em như vậy với một cái anh kia thì anh này nói là thôi anh sẽ cố gắng sống tốt gần gần bằng cái anh kia để mà thương yêu em, bù lại cho em nỗi đau của em. Anh này cũng rất dễ thương nên là dẫn đến chào mình rồi sau hai người đám cưới. Nên chỉ có con người mới có cái tình yêu thật, bạn nghĩ thôi, không thể ai có. Con ruồi nó cũng có ân ái, con chuồn chuồn nó cũng có ân mà nó không có ái, mà nó cũng chẳng có ân nữa. Thì ân ái có nghĩa là gì? Là một tình yêu như là một món quà tặng cho người ta. Ân cái ân, ái là yêu thương. Hai bạn mà lấy nhau đâu có phải chỉ có cái chuyện tình dục đâu, đúng không? Tình dục chỉ là một phần thôi, mặc dù nó cũng quan trọng lắm, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng làm tình, lúc nào cũng là tình dục. Nó còn có sanh con đẻ cái, dạy dỗ con, rồi bàn bạc với nhau hướng đến tương lai như thế nào. Hai vợ chồng còn bàn với nhau lo cho má anh làm sao, lo cho ba em già rồi như thế nào, rồi mình mua cái nhà này làm sao, rồi mình đi làm sao, bữa nay nghỉ hè mình đi chơi ở đâu. Tất cả cái đó là do tình yêu. Nên cái bài mà tôi nói về cái khóa học mà học Agape, đáng lẽ phải đầy đủ gọi là Agape Eros. Chúng ta không có phủ định cái Eros. Eros vẫn cần. Không có Eros thì chuyện tình yêu nó lại thiếu đi một cái gì đó rất là lãng mạn. Bạn nào nói chứ lãng mạn nó đúng. Nó hấp dẫn, nhưng mà nếu mà nó đi vào cái chiều quyến rũ để mà sa đọa tình dục, biến thành tính dục, thì kéo con người ta đi xuống. Nhưng mà nếu mà nó được tình yêu hướng dẫn thì cái tình dục nó lại đẹp, nó đi lên. Các nhà nghiên cứu tâm lý học họ nói, ngay cả trong cái tư thế quan hệ của người nam, người nữ, người ta có thể biết hai người này là vợ chồng hay chỉ là đi chơi bời. Tại vì chơi bời nó mới ra những cái động tác như vậy, nó mới ra cái tư thế như vậy. Còn đây là đối vợ chồng, của là con người với nhau, là tư thế mặt nhìn mặt nhau, ôm chầm lấy đời của nhau. Người này là của người kia là của người này. Hai nên một, bạn nghe hả? Đó, cái từ là hai nên một. Hai nên một là chỗ đó vẫn còn là hai. Ông Phạm Duy ông làm mình với ta, tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình thương nơi kết chúng ta, ta thương nhau lắm nên hai hóa ra thành một. Thật ra ta vẫn là hai, nhưng mà ta thương nhau lắm nên hai mới ra thành một. Ta thương nhau lắm, ta thương nhau lắm
nên ngay cả trong lúc mà ân ái tình dục vợ chồng với nhau chuyện vợ chồng thì nó vẫn toát lên tình yêu. Còn nếu không có tình yêu thì chỉ có tình dục không thôi, thì nó là thân xác, nó là lạm dụng, nó là tình dục, à, nó là tính dục, nó là sex, một cái kiểu tình yêu xấu. Để giải tỏa, để mà biến cái người kia thành món đồ chơi để cho mình hưởng lại. Mà bây giờ xã hội của chúng ta đang có cái khuynh hướng đó nhé các bạn. Đang có khuynh hướng đó, nó lan cả vào trong đời sống vợ chồng. Nên từ tôi tòa giải tội đau đầu luôn. Người ta đến cho nói mình những chuyện mà mình rùng mình cũng không hiểu nó xong, phải hỏi lại. Xin lỗi anh chị, nhưng là anh xin lỗi chị, tôi không có đi tu, à, tôi không có biết chuyện này nên tôi không có hiểu để tôi khuyên anh chị. Tôi không có tò mò đâu mà cho tôi biết thêm. Nó bảo chàng biết thiệt đó, ừ sao biết, biết được chết liền. Họ nói ra mình mới té ngửa. Tức là cái khuynh hướng của thế giới, của xã hội càng ngày càng văn minh hiện đại thì nó làm cho con người đánh mất cái tình yêu dần dần để chỉ còn cái tình dục. Rồi bây giờ đến một cái bước thứ hai, cái bài học của bạn tựa đề nó là chuyện hôn nhân là chuyện tình có Chúa Giêsu, đúng không? Ta thấy cái tựa đó không? Hôn nhân là chuyện tình có Chúa Giêsu. Tức là không phải chỉ có hai mà là ba. Ở đâu có cái ông số ba có thiện ấy. Nếu mà cứ sự thường một chuyện vợ chồng của bạn mà có một nhân vật thứ ba xuất hiện là có chuyện rồi đó. Là có thể sẽ có xảy ra đủ cái chuyện rắc rối. Nhưng mà ở trong hôn nhân Công giáo đó, thì Chúa Giêsu lại là một nhân vật rất là cần thiết. Nên Ngài, tôi xóa bên này, là một cái gì đó nối kết hai người lại với nhau. Thay vì có sự khác biệt này thì bây giờ có một cái biểu tượng của Chúa Giêsu ở giữa như là một dấu cộng kéo hai cái lại gần nhau. Chính vì thế các bạn mới cần phải đi học giáo lý hôn nhân. Khoe với các bạn tí, cái kiểu học lớp giáo lý hôn nhân như chúng ta đang học là nó xuất phát từ dòng Chúa có thế. Từ năm 1957-58 dòng Chúa có thế này mở đầu là cha Cái Hồng Phúc, giờ cha chết. Chính là cha Cái Hồng Phúc làm việc ở đây. Các bà chị lớn của tôi, chị cả, chị ba của tôi là làm việc với cha trong chương trình gia đình mục vụ. Và lớp này gọi là lớp dự bị hôn nhân. Bây giờ gọi là lớp giáo lý hôn nhân, chứ còn gốc của nó là lớp dự bị hôn nhân. Nghe giáo lý thì là có cả học đạo trong đó mới gọi là giáo lý. Nhưng mà ngày xưa là mở rộng nó tất cả mọi tầng lớp cả, không có đạo, đạo này đạo kia. Miễn là bạn yêu nhau thật và bạn muốn cho đời sống hôn nhân của bạn tốt đẹp thật thì bạn tìm đến bạn học một cái lớp để chuẩn bị về tính tình, về tâm lý, về kinh tế, về sắp xếp ổn định gia đình, về tình yêu và đương nhiên về Chúa Giêsu nữa. Vì đây là của nhà thờ, của đạo. Nên chúng tôi nhân cái cơ hội lớp dự bị hôn nhân đó mình mới nói thêm về Chúa. Còn bây giờ là các bạn bị ở trong tư thế là nếu không theo đạo là có chừng không được đám cưới. Ai trong số các bạn mà mạnh dạn giơ tay nhé. À, vậy là một cái lớp dự bị hôn nhân để nói rằng Chúa Giêsu đã đến và muốn làm cho đôi bạn sống hạnh phúc. Nên bạn đi học. Rồi bây giờ có những bạn nào mà buộc phải theo đạo mới được đám cưới giơ tay dùm nháy. Một là dưới kia, hai này, ba này, bốn này, năm này. Nhiều khi không nói ra ép buộc nhưng mà kẹt. Nhất là con trai mà lấy vợ mà không công giáo là bố mẹ tao không ưng nó đâu mà mày phải bắt nó theo đạo. Rồi mấy nàng thì lấy chàng thì cũng sợ là thế này thế kia, bố mẹ nhà ép tao không cho mày lấy. Thế ra phải anh ơi người kia ráng này anh lấy ra. Thế là cuối cùng cái động lực của người kia đi học đạo đó nó không có, đành phải đi cắn răng mà đi nghiến răng mà đi bị ức chế. Mà xui mà gặp cái lớp nào mà dạy giáo lý mà không ra gì đó là về còn ghét đạo thế. Tôi đấy cố gắng làm cho bạn hiểu đạo đó là gì phần nào.
rồi cuộc đời bạn sẽ còn khám phá tiếp. Tụi tôi nói rõ nha, ép người ta theo đạo là có tội nha. Và bí tích hôm mà làm bí tích ở nhà thờ nó không thành nha. Tại vì bí tích là dựa trên yếu tố gì? Tự do, không bị ép buộc. Nếu hôm đó nói là anh và chị có được thật sự tự do đến với nhau để kết hôn hay không? Anh này nói có mà trong bụng anh nói không. Vậy là cái nào quan trọng hơn? Cái ngoài nói ra ngoài miệng hay cái ở trong? Cái ở trong, chết chưa? Bên ngoài thì vẫn tiến hành là chị này cũng vậy. Chị này đã có mà trong bụng thì không có. Có những đôi mà vì gả bán, đúng là gả con gái mà là bán con gái. Tù thứ chuyện đó. Rồi tính toán đến chuyện đi xuất cảnh, rồi gắn gắn đến chuyện gia tài này kia, kinh khủng lắm. Nên có những đôi mà họ phải đủ căn đảm ghê gớm lắm, chuẩn bị xong hết rồi. Anh hay chị có được thật sự tự do đến nhà thờ để kết hôn hay không? Dạ không, rồi ngưng liền. Ông cha mà tiếp tục làm nữa, ông cha bị treo chém, bị quạ tuyệt thông, không còn được làm linh mục nữa. Vì cái lúc đó là bất cứ bí tích nào được cử hành cũng buộc phải cái người được lãnh nhận bí tích đó là tự do, không bị ép buộc và không bị lừa dối. Hai cái yếu tố đó. Về sau nếu có đôi nó lấy nhau rồi mà về sau nó đổ vỡ rồi mà muốn chia tay nhau đó, phải đưa lên tòa án hôn phối của giáo phận đó, thì người ta đi tìm ra xem có dấu hiệu của sự mất tự do và có dấu hiệu của sự giả dối không, lừa gạt không. Nếu có, người ta xử bụp, lúc đó bạn mới tiêu được cái hôn, gọi là tiêu hôn, tiêu hủy được cái hôn ước. Thì lúc đó người này mới lấy người khác, người này mới đi kết hôn với người khác được. Còn không là bạn hết đường mà lại vẫn không thành. Bởi vì ngay trong cái chuyện đầu tiên là đã bị ức chế. Cái bên công giáo bắt người ta phải theo đạo của mình, mà bản thân mình về sống đạo không ra gì, thì làm sao mà làm cho người kia yêu mến Chúa được. Nó ghét được. Anh ấy đi lễ. Ủa tại sao đạo mà chỉ có bắt đi lễ? Công nhận đi lễ là một cái dấu hiệu bên ngoài của một người có đạo, phải không ạ? Nhưng mà tại sao mình cứ bắt người kia đi lễ mà trong khi mình không làm cho người kia cảm nhận được Chúa tuyệt vời đến thức thế nào mà tôi không thể nào bỏ được? Không phải là tôi sợ tội mà tôi phải đi lễ, hay là vì luật buộc tôi phải đi lễ nên tôi phải đi lễ? Hai các bác khác nhau gì không? Bạn yêu mến Chúa, bạn đến với Chúa. Thành ra coi chừng những cái người bên công giáo bắt người ta theo đạo của mình mà mình chẳng có cái gì để cho người ta thấy là đạo của mình tuyệt vời ấy. Trong khi đó nếu mà còn theo những dấu hiệu còn khó khăn nữa, người bên kia Phật giáo, con trai một, nó ra sợ đi theo đạo của mình là mất dỗ, không có thờ cúng tổ tiên. Tức là bên mình cũng vậy, cứ nghĩ là đi xá chắp tay lạy bàn thờ tổ tiên bên kia là bị mắc tội, ăn đồ cúng bị tội, thấy không? Mình toàn là những cái ngộ nhận khủng khiếp. Thế nó tới ngày dỗ nhà người ta, mình bỏ chạy đi đâu á, hoặc là mình đứng ngoài mình nói mắc quỷ, mình cho mấy trò đó là mê tín dị đoan, mình xúc phạm người ta ghê gớm, đúng không? À, trong khi đó một cái cha xào một cái xá với bàn thờ của tổ tiên người ta, với đức Phật của người ta, mình cũng không chịu, mình bảo cái đó là có tội vì thờ lại ma quỷ. Có cái đôi kia lên nhờ tôi phân xử để mà chia tay nhau, thì là anh ấy bách với tôi bảo là dạ thưa cha, con lấy cố được 17 năm rồi, có 4 đứa con mà con là đạo theo, mà cố có mỗi lần mà đến dỗ bố mẹ con làm dỗ cái con bày cái mâm lên rồi con thắp hương thắp nhang, cái cố đó là ma quỷ, con chịu không nổi, đau khổ. Bố mẹ con mà cố bảo là ma quỷ. Thế tôi quay cho chị ơi, ma quỷ bố lấy ma quỷ mẹ, đẻ ra ma quỷ con. Ma quỷ con lấy chị, đẻ ra ma quỷ cháu. Chị đang kết hôn với quỷ à? Chị đẻ ra một quỷ con à? Tại sao chị lại nói như vậy? Đạo lý của người ta ha? Mình lại cứ bảo bên mình mới là thật và bên kia là giả. Mình mới là Chúa còn bên kia là quỷ, chết cha. Đó, chị mắc nợ anh một lời xin lỗi với bố mẹ của anh, mà vừa bố mẹ của anh, chị anh đã chết rồi. Mà tại sao? À, nhưng mà anh đốt vàng mã chăng? Đấy. Chị trước tiên chị phải cảm ơn Chúa đã cho chị lấy được một người chồng có hiếu. Bố mẹ chết đã 20 năm rồi. Chết từ trước khi lấy chị. Mà bây giờ anh vẫn tới ngày dỗ vẫn nhớ. Một người đàn ông mà còn
hiếu thảo và nhớ đến ngày giỗ, ngày thương nhớ cha mẹ, thì người đàn ông ấy có tới 99% là người tốt. Còn cái thằng xấu là nó bất hiếu, nó không coi cha mẹ nó là cái gì. Nếu có là chỉ vì bề ngoài. Nên trước tiên chị phải cảm ơn Chúa là chị đã có được một người chồng có hiếu. Còn cái chuyện ánh đốt vàng mã, lát nữa tôi tính. Tôi không có đồng ý cái chuyện đốt vàng mã. Thưa cha, anh dạ, thưa cha bên đạo Phật của con nữa, anh là cũng sai rồi. Đạo Phật cũng có nói đốt vàng mã. Cái đốt vàng mã là cái đạo khác nó lai vào. Đạo Phật nó sang Việt Nam nó lai tùm lum đấy, thành một tín ngưỡng dân gian. Nên là tôi xử cái chuyện là đốt vàng mã với anh ha. Giờ anh đốt cái gì? Dạ thưa con đốt cái xe cho ba má con bên kia có xe mà đi. Nên ở vậy anh phải đốt thêm ông Minh La Thăng nữa. Sao đốt Minh La Thăng? Sang kia mà là lo giao thông mới xây đường, xe mới chạy được. Anh phải đốt thêm một cái công ty BVOI nữa. Đốt luôn Trịnh Xuân Thanh nữa. Là xăng dầu, công ty xăng dầu mới đổ xăng cho xe chỉ chạy được chứ. Xe của má má chỉ chạy được chứ. Mà đốt cái nguyên cái cây xăng qua cũng chưa được nữa. Anh phải đốt cho cha bán xăng nữa. Mà anh kia ngớ người ra. Ông Nhật em nói có lý. Trước giờ con chưa nghe ai nói. Đấy, ngày giỗ anh bày một mâm cơm canh gà rồi mâm trái cây quá tốt. Cái đó là biểu lộ tấm lòng thành. Bên tụi tôi bây giờ cũng khuyến khích được mâm bày một mâm cỗ, một mâm cúng. Mà tụi tôi không có nói là cúng, mà tụi tôi nói dân. Cúng với dân giống không? Cái cúng là bên Phật nói, mà dân là bên mình. Tại sao lại dân? Ngày hôm đó tụi tôi sẽ bày một mâm trái cây, rồi cái mâm cơm có thể đãi làm được ngon ha. Miến gà này kia rồi ăn bày hết. Rồi tụi tôi đứng trước bàn thờ, trên bàn thờ ông bà tổ tiên có tượng Chúa Đức Mẹ. Xong rồi tụi tôi mới nói là Chúa hôm nay là ngày giỗ ba má chồng của con. Con là con dâu, con là đạo Chúa, anh đã tin theo đạo Chúa mà anh đi theo đạo với con. Thì hôm nay ba má của anh không phải là người Công giáo, nhưng mà ăn ngay ở lành cũng rất là tốt, chắc chắn Chúa đã đón vào rồi. Vì trong cái dụ ngôn của Chúa, Chúa nói xưa ta đói các ngươi cho ta ăn, xưa ta đói ta khát các ngươi cho ta uống, ta đói rách các ngươi cho ta mặc, ta bệnh hoạn các ngươi đã cho ta uống thuốc, phải không ạ? Thì được vào hưởng nước trời. Chứ Chúa đâu có nói xưa thằng này là thằng Phật giáo đi chỗ khác chơi, xưa thằng này là tin lành đi chỗ khác chơi, này là cộng sản đi chỗ khác chơi, chỉ có một Công giáo mới được vô. Không có đâu. Vậy cái tiêu chuẩn của Chúa không phải là đạo nào hả? Mà là anh sống đàng hoàng không? Thì tôi chắc là ba má của anh, cũng tốt lắm mới đẻ ra anh tốt. Có mẹ anh mà xấu mà không biết dạy con thì là anh chắc chắn là hư rồi. Mà anh tốt rồi, bây giờ anh với chị, tôi nhìn hai vợ chồng lấy nhau 17 năm, có bốn đứa con, đứa nào cũng ngoan đàng hoàng. Mà chỉ có cái trục trặc là cứ tới ngày giỗ một cái là bắt đầu gầy mình gầy nhau. Là ông bày mâm cúng lên, ông đốt vàng mã là bảo là mất quỷ, mất quỷ, mất quỷ. Chị sai mà anh cũng sai. Anh phải tưởng tượng ra, hình dung ra, chúng ta không ai biết thế giới bên kia nó là cái gì. Nhưng mà chúng ta được soi sáng rằng cái đời sống ở cái cõi bên kia nó khác hẳn cái đời sống này. Anh cũng là một động tác là mà anh là cúng, có nghĩa là anh mời ông bà về ăn cái con gà đó, phải không ạ? Ăn xong anh mới được mang xuống anh ăn. Hay là nấu một nồi xôi, cắm một nén nhang, tàn một nén nhang, phải không ạ? Mới được mang cái xôi đó xuống ăn. Tôi học bên Phật giáo mà. Thì tàn cái nén nhang mới được bỏ cái bát xôi xuống ăn. Thì lúc đó cái xôi nó khô queo, nó vội gắt là ăn vô nó khô như là ngói rồi đó. Thì tất cả bảo nhau, ông bà về ăn rồi, cái này còn bã hơn nữa. Thật ra là một tàn cái nén nhang là 15 phút đến 20 phút, 30 phút. Thì xôi mà để ra gió là nó khô queo à? Đúng không? Thôi à, anh bên anh lại nói là bố mẹ anh về ăn. Xin lỗi, cái này nói hơi dơ, hơi cực kỳ chút nữa. Ăn xong rồi đau bụng rồi, đi đâu? Anh lại phải cúng thêm một cái gì đó để cho bố mẹ anh đi vệ sinh. Đúng không? Đã ăn là phải có tiêu hóa chứ. Mà nếu bảo là bên kia là không cần tiêu hóa, vậy không cần tiêu hóa thì ăn chi, cúng làm gì? Thế bây giờ bên đạo chúng tôi không nói bên nào hơn bên nào, mà bên tôi xem cái nào có lý hơn nha. Nên tôi cũng bày một mâm cơm lên, thưa ba má, con là con dâu trong nhà, con làm bếp, con làm một bữa ăn thật ngon, con mời ba má về chứng giám. Từ nhà ba má đã
đã được về với Chúa rồi, nhưng mà anh linh vẫn còn đâu đây, vẫn còn phù hộ con cháu. Nên hôm nay là ngày giỗ, con mời ông bà về, ba má về chứng giám cho đám con cháu chúng con, anh chị em đang quây quần với nhau. Chúng con sẽ đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh, dâng tất cả những niềm vui nỗi buồn của gia đình chúng con và tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn ông bà tổ tiên ba má của con được lên nơi đã được lên nơi sáng láng vui vẻ vô cùng, amen. Chứ đâu có xin đến cái chỗ nào mà tối lắm, tối tăm buồn bã vô cùng, amen đâu, mà là sáng láng vô cùng, amen. Đây là muốn ông bà về cái cõi đó, cái cõi đó người bên Phật gọi là Nirvana. Nirvana là niết bàn, bên này gọi là thiên đàng. Vậy tức là trong dự cảm của con người, người ta hình dung ra được chết ở cõi đời này sang cõi đời bên kia có một niềm hạnh phúc nào đó dành cho những người sống tử tế. Còn những người nào trên đời này mà chưa tử tế lắm thì sang bên kia có một cái thời gian đền bù để mà thanh luyện, để mà từ từ lại, rồi cuối cùng cũng được hạnh phúc. Nên cái mâm cơm hai bên hình thức giống nhau phải không ạ? Nhưng mà bên kia thì nói là để ông bà về ăn, còn đây là để ông bà về ngó. Ông bà ăn chi nữa, ông bà ăn cả đời rồi mà ông bà ngó là thấy con cháu nó ngồi quây quần nó ăn. Vui không? Vui lắm. Các bạn có biết mẹ tôi mất, mẹ tôi mất năm 1996, tức là năm nay 21 năm rồi phải không? 21 năm rồi mà tôi vẫn thấy mẹ tôi về hoài. 3-4 ngày là tôi nằm ngủ thấy mẹ tôi về một lần, còn 1 tháng là thấy ba tôi về một lần, còn 2-3 tháng tôi thấy mấy anh mấy chị tôi có dịp về. Về trong giấc ngủ tôi thấy giống như là đang sống với nhau. Nhưng mà mẹ tôi thì mẹ tôi thương tôi lắm, và tôi cũng thương mẹ tôi lắm. Thường thường con trai thân mẹ, con gái thì thân thương bố. Thế tôi nằm ôi thấy mẹ tôi hoài. Mà tôi dám khẳng định với các bạn là linh hồn anh linh của mẹ tôi vẫn còn đâu đây. Tức là có thể mẹ tôi đã về với Chúa rồi, nhưng mà cái cõi của Chúa không phải là nước mặt lên trời nằm ở trên đó đâu. Cái cõi của Chúa là chỗ nào ta không biết, nhưng mà là chắc chắn là một cái cõi hạnh phúc hơn cái cõi chúng ta đang sống. Thì nộ ái ố hoặc mô xa đủ thứ chuyện, cứ phải đấu đá, phải thất nghiệp, phải bị BOT, phải trả phí cầu đường, bị tăng thuế VAT. Không có đất nước nào nó khốn nạn như đất nước của mình. Ủa, cổ tay 40 mấy năm rồi, người ta tiến tới đâu rồi, mình có lẹt đẹt ở cái chỗ đó, phải không ạ? Thế thì, đang nói gì mà ra cái đó không? Đang cái gì mà bức xúc quá nó ra? Là cái cõi đó phải là hạnh phúc hơn cái cõi này. Thế thì, tại sao bố mẹ ta chết rồi mà ta lại cứ muốn bố mẹ mình sống tiếp cái kiểu sống như ở đời này, là phải có ăn, phải có uống, phải có xe để chạy, có tiền để xài nữa. Đốt đô la ông phủ, bây giờ đô la ông phủ mắc hơn tiền thật, nắc hơn tiền thật. Một sấp giấy đô la ông phủ là bằng giấy in thôi mà nó mắc tiền lắm, mấy chục ngàn mới được một sấp, mà đốt ra 2-3 ngàn. Vậy có nghĩa là có một cái thứ mê tín dị đoan nào đó nó len vào trong đạo Phật giáo, coi chừng nó len cả vào bên công giáo nữa đó. Tại vì tôi thấy có nhiều người công giáo mở cửa hàng vẫn để bàn thờ thần tài ngồi dưới đất. Tôi đi ra ngoài Bắc, tôi đến giúp của giáo ở Ninh Bình. Thế Đức Cha phát diện mới nói là Cha Uy cần đồ gì thì ra mua rồi về làm cho giáo đi viên. Tôi đi đào tạo chuyện đó cũng 10 mấy năm nay rồi. Đức Cha bảo là tôi sẽ đưa cho cha, ông thầy, ông lái xe, ông đưa cha ra ngoài và thành phố Ninh Bình mà mua. Thế tôi ra thành phố Ninh Bình, nhà này Đức Cha quen, bảo là nhà này là con cái của người công giáo mình đó. Em yên tâm, cha cứ muốn gì là họ sẽ lấy giá, phải chăng nữa. Rồi tôi mua được nhiều lắm. Tôi đưa cái list, họ lấy hàng cho tôi, hoặc là văn hóa phẩm, văn phòng phẩm để đào tạo giáo lý viên mà. Cái tôi đứng, tôi mỏi chân, tôi co chân, tôi đá, đúng chân tôi còn chưa có yếu như bây giờ. Đá, tôi thấy cái gì vướng, nhìn xuống tôi đang đá vô ông thần tài. Để bản thân ở đây, đá vô ông thần tài, bụng. Em mình cũng thấy ớn. ớn. Tôi mới nói với lại chị đó, cái chị bán hàng, tôi nói là, chị ơi, nhà của mình là liên doanh với ai vậy? Dạ thưa không ạ, đó là cả hàng của con sang tên rồi ạ, đó là 100% của chồng con với con đấy ạ. Thế chỉ có anh là không công giáo ạ? Anh có đạo nào tín ngưỡng dân gian gì không? Dạ không ạ, chồng con đạo gốc ạ.
Thế mình bảo, ủa thế hay là mặt bằng này chị thuê của nhà người ta? Dạ không ạ, con sang tên cửa hàng này của con rồi đấy ạ. Cho tôi tò mò, gia đình người Công giáo đúng không? Dạ đúng ạ. Ôi dồi ôi, cha không biết, con là đạo đức xuất sắc tử tế lắm, dâng cúng nhà thờ, làm bảo trợ ân gọi cho bao nhiêu những cha mới được cắt sơ. Tôi không hiểu sao mà tại sao người Công giáo mà lại có bàn thờ tầng tầng. Ôi dồi ôi, cha ơi, cha đừng nói to nhá, linh lắm đấy. Linh lắm đấy. Cái hồi mà con vừa mới sang cái cửa hàng này của người ta, mua luôn đứt rồi sang, thì con thấy cái bàn thờ con với bàn với chồng con là tụi mình là Công giáo, mình để đây không có được, mà đi vứt ra thì cũng kỳ, thôi bỏ lên kho. Thì cái bà chủ cũ của cái nhà này, bà sang tên cho con, bà thành đạt, bà lên Hà Nội rồi. Bà mới nói này, hồi đó tôi tay trắng mà tôi làm nên là nhờ cái ông thần tài đó đó, bây giờ tôi mới đi lên Hà Nội. Chị cũng chịu tay trắng mà chị lên cái cửa hàng này sang tên của tôi, lúc đó mấy trăm triệu rồi. Thế là cũng là nhờ thần tài đấy. Thế là, thôi mà anh chị là người Công giáo thì tùy, chứ tôi là tôi thấy kiêng lắm đấy. Nói vậy thôi bà đi, và hai vợ chồng này mới cất lên trên gác. Nên là mời Đức Cha đến, tại con cáo con cháu Đức Cha tới rồi, các cha quen biết là tới ăn một bữa ăn tinh ra Thánh Hóa ngôi nhà ăn đâu đó hết rồi. Bắt đầu mở cửa hàng bán, ế thê thảm, không có ma nào mới vào. Thưa cha, một tuần lễ con chịu không nổi. Con bảo anh ơi, hay là cái bà chủ cũ bà nói đúng đấy, thôi bây giờ em với anh lén lén lên bê cái ông nó xuống để thử xem sao. Vừa bê xuống có khách vào mua và bắt đầu mua bán lấy được kia, chơi cho ông thêm một đi cà phê sữa, thế là bán hơn nữa, đốt thêm một điếu 365 anh tạc. Người bác còn nói 365 anh tạc ấy, tức là international đó, cái thuốc lá 365 mà là 365 anh tạc. Là bán đắt hàng lắm đấy. Sáng hôm nay đấy, con mới để được hơn tháng nay thôi, sáng hôm nay con vừa mới đốt cho ông một điếu thuốc, vừa mới pha đi cà phê, cha vào cha mua cho con 8 triệu. Thế là cuối cùng mình là trở thành tay sai của ông thần tài. Thế là coi chừng những thứ mê tín đó nó chui cả vào dân Công giáo của mình, chứ không phải ít đâu. Nguyên cái chuyện mà bạn đi xin lễ, người đến xin lễ, thưa cha con xin lễ, cha cầu nguyện cho ba con mới qua đời ngày dỗ giáp năm. Nói ở tôi xin dâng lễ cho ba, phải thì ba chị tên thánh là gì? Là thưa con lâu quá con quên mất rồi, chết mẹ, tên thánh của bố quên mất rồi. Nó nói thôi được rồi, chú biết là ông nào rồi chứ không phải đọc tên. Mà lát nữa chị có đi lễ được không? Sắp sửa tôi dâng lễ. Dạ thưa không, con bận lắm, thưa con khoán cho cha cứ dâng lễ cho con đi. Có phải mê tín không? Đó, mê tín cái gì? Dỗ bố của mình xin lễ nhà thờ mà mình không đi, mình cứ nghĩ là bán cho ông cha là xong rồi. May là tôi không có ham tiền, tôi chỉ cần tiền thôi. Tôi mới nói tiền của chị tôi sẽ giúp người nghèo, lương tâm tôi nói đúng như vậy, tại tôi phụ trách bác ái xã hội mà. Nhưng mà cái quan trọng không phải tiền ở đây, chị không đưa tôi tiền tôi vẫn phải dâng lễ. Bởi vì trong thánh lễ luôn luôn có một câu lạy cha, chúng ta xin nhớ đến ông bà tổ tiên cha mẹ những người đã qua đời, phải không ạ? Xin cha thương cho những người ấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan của cha, và sau hết mai mốt đến con thì cũng được như vậy. Tức là mỗi một thánh lễ mình đã nhớ đến ông bà tổ tiên rồi, cớ sự gì mà lại phải đưa thêm tiền để núi ông cha? Cha làm cho con lễ nhé, con gửi cha 500 để cha làm lễ đàng hoàng nhé, kêu ca đoàn hát đàng hoàng nhé. Nói hay chị đâu là con đi, con mắc kẹt nên con phải đi bán hàng. Tôi là bất hiếu. Cái lễ đó mình chính mình dựng cầu nguyện với Chúa chứ sao bán cho ông cha cầu nguyện dùng được. Thế nên trở lại với đề tài, có một cái con người ta được mời gọi sống có Chúa. Bạn xem này, tôi vẽ cái sơ đồ. Chúng ta sinh ra làm con người, tôi viết con người thấp hơn con người là con vật. Con vật thấp hơn con người rõ ràng. Nó có thông minh đến cái mấy như con cá heo, hay là như con chó, hay là con bò. Người ta cứ bảo ngu như con bò, thật ra con bò khùng lắm. Nó có nghĩa. Người ta kể là con bò mà sắp được xử tử nó,
để làm thịt nó đó. Nó đứng nó khóc, nó nhảy vào nước mắt. Chó rồi. Hồi đó tôi còn ăn thịt chó, ăn ở Bình Hương Ninh. Hôm đó lúc đó tôi chưa đi tu, 30 mấy năm trước, tôi ngồi với bạn bè tôi ở đường Huỳnh Cương Ninh ăn cầy tơ. Thế đứng lên mắc đi toilet, tôi đi vô. Đi ngang qua toilet thì nó có một cái chuồng nhốt con chó đó. Thì mấy con chó kia phải khóc la ủ kỉnh thì nó thê thảm. Có một con chó nó không khóc gì cả. Nó nhìn tôi đăm đăm, mà nó đen từ đầu đến cuối. Ánh mắt rất là nhân nghĩa, nó nhìn tôi, cái tôi nhìn nó. Nó chảy ra một giọt nước mắt bạn ơi. Tôi nói thật, trong đời tôi không bao giờ nhìn thấy lần thứ hai nữa đâu. Người tôi nó buồn rùn ra. Tôi ra tôi cứu bạn bè tôi đi về, tôi không nhận nữa. Không thể nào đành lòng nhận. Về tới nhà tôi mới sực nhớ, trời ơi sao mình không bỏ tiền ra mình chuộc luôn con chó đó về. Nó nhìn mình nó khóc, có nghĩa là nó còn một chút hy vọng là mình cứu nó. Mình mà cứu nó thì nó về nó sẽ mang ơn và nó nghĩa với mình tốt lắm. Con chó mà, trung thành. Vội bóng xe chạy xe đạp chạy ngược trở lại Huỳnh Văn Ninh. Nó đã bị đập chết rồi, đang treo toàn xe ở trên, nó đang làm ruột. Từ đó về sau tôi bây giờ tôi không còn ăn một miếng thịt chó nào. Bạn thấy tôi bụng bự chứ tôi không uống bia, không ăn thịt chó, không ăn gì hết. Tôi chỉ uống nước thuốc. Tôi là tốt bụng chứ không phải là bụng tốt. Thế là con vật nó có tốt đến đâu đi nữa, nó có dễ thương đến đâu đi nữa, không thể nó là con người được. Cái hồi mà cộng sản mới vào, ở thủy tổ của chúng ta là con khỉ. Tôi giơ tay dặn thưa cô giáo. Lúc đó mà giải phóng vào là tôi lớp 10. Thưa cô, chẳng lẽ bây giờ em đi vào sở thú, em trông thấy con khỉ, em dạ cháu xin phép cả bác ạ. Khỉ là khỉ, người là người. Trong khoa học nói cái chuỗi DNA của mình với con khỉ nó khác hẳn nhau. Cái chuỗi nhiễm sắc thể của con người phải không? Cái DNA của con người nó khác hẳn. Không thể nào có giống khỉ, khỉ có giống người cỡ nào. Khỉ không có đi học giáo lý hôn nhân. Khỉ không có đi vô nhà thờ mà lại lãnh nhận phép này, phép kia, bí tích này, bí tích nọ. Khỉ có thể có cãi nhau, có đánh nhau, có bỏ nhau, nhưng mà không có vụ mà đi ra tòa làm hồ sơ đi dịch. Bạn có chứng kiến mấy cái tòa lý dị chưa? Bê thảm lắm. Không chừng mai mốt trong số các bạn có người lý dị đấy. Tại vì bây giờ người ta nói trên thế giới tỷ lệ là một đôi đám cưới thì có 1,2 đôi lý dị. Có nghĩa là 10 đôi này thì có 12 đôi lý dị. Cứ 10 đôi đang đám cưới thì cùng một lúc đó có 12 đôi ở đâu đang lý dị. Tức là cuộc sống của chúng ta càng ngày càng vỡ nát ra. Vỡ nát ra và nạn nhân sẽ là những đứa con. Mà cái đó con người mới có. Con khỉ có thể bỏ nhau, có thể giận nhau, đánh nhau, xong rồi hết. Nó chết, nó bỏ. Bạn thấy hai con chó đánh nhau bao giờ chứ? Một con nó mạnh hơn, nó đánh con kia, hoặc con kia thua. Con kia nó nằm ngửa ra, nó đưa bốn chân, nó cười. Nó cười cái con nhỏ này. Hừ, ông cái, bỏ nó đi. Anh hùng vô cùng. Con kia nằm phơi bụng lên, nó cắn một phát là vô cổ, vô bụng là chết con chó kia liền đó. Vậy mà nó thua rồi, nó nằm dạ em chào bác, em thua, dạ em lạy bác tha cho em còn vợ con đông lắm. Con chó kia tha nó liền, còn người chúng ta thì sao? Đánh mà chết mẹ luôn, đánh kinh khủng, nhốt vào đồn công an là thế nào cũng chết. Mà ngoài đời còn đánh nhau cũng khủng khiếp, con đánh cha, vợ đánh chồng. Anh em đánh nóng nhau, có khi chỉ vì một rẻo đất, chỉ vì tranh chấp một cái gia tài mà có thể giết nhau. Nếu vậy là con người hơn con vật ở đủ chuyện nhất. Hơn cả cái tốt lẫn cái xấu. Vậy có nghĩa là con người có một cái bản năng làm người nó cao hơn cái bản năng làm vật. Con vật đến thế là hết. Tôi đọc một câu chuyện là có cái con ngựa đực, nó là một con ngựa giống ở bên Trung Quốc mà. Nó tốt, nó khỏe lắm. Mà bây giờ đi tìm một con ngựa cái để cho nó truyền giống để mà sinh sôi, để mà có thể làm giàu được cái trại nuôi ngựa đó. Tìm không ra con ngựa nào cùng giống với nó. Tức là người ta ép nó phải nhảy với con ngựa mẹ. Mẹ nó còn duy nhất con ngựa mẹ, nó là con ngựa đúng giống con chó này, con ngựa này. Nhưng mà sợ tụi nó bấy là bịt mắt lại. Đợi đến lúc mà đúng mẹ nó cũng đang đến lúc mà đang thời đến buổi, thì con ngựa
con cũng đang ở buổi bịt mắt hai con ngựa ấy lại để cho hai con ngựa nó không biết. Nhưng mà nó nhảy xong thành công, mấy người nuôi ngựa xoa tay chắc chắn là sẽ có bầu và sẽ đẻ được ra giống ngựa giống. Mà khi bỏ mắt ra nó kêu đói, nó đi ăn thì nó trông thấy con ngựa mẹ nó, con ngựa mẹ nó trông thấy con nó, mà không ngờ hai con hí lên một cái nó biết tiếng của nhau. Con ngựa con nó phóng một lúc đường thẳng, nó đi ra tới vực thẳm, đâm đầu xuống nó chết. Tức là con vật nó kinh khủng đến mức như vậy. Đó. Mình có thể tưởng tượng là nó có một cái bản năng đó của con vật để không có vi phạm luân lý. Con không thể nào mà lấy mẹ làm vợ được, mẹ không thể nào lấy con làm chồng được. Nó có một cái nghĩa khí đến mức như vậy. Tôi đọc chuyện của Trung Quốc mà nó đâm ra cái vực thẳm, nó đâm xuống nó chết. Rồi con ngựa mẹ đau khổ bỏ ăn, rồi từ từ con ngựa mẹ cũng chết. Bầu, cái bầu bào thai được cứu mang ở trong bụng nó, mẹ nó mổ ra mà mẹ nó còn mấy tháng sau mẹ mới chết, nhưng mà không sống được, nó đau khổ. Vậy mà con người ở trên bản năng con vật chắc chắn, mà con người thì tệ hại với cha với mẹ mình, đối xử vô luân vô thường kinh khủng. Mà thôi, mình cứ nói là ở đẳng cấp cao hơn, phải không? Thế trên đẳng cấp con người là cái gì các bạn? Con gì? Con gì trên con trên con người? Con gì? Cười không dám nói con gì? Hả? Đúng rồi, trời ơi, con như đó thôi mà cũng xấu hổ. Con người là con Chúa này. Chúa Giê-xu đó, cái ông mà tôi nói bé hình thập giá này, ông đến để nâng tụi mình từ cái thế là con người lên cái thế là con Chúa, và gìn giữ chúng ta đừng để chúng ta đang ở cái thế là con người mà lại đã không lên được con Chúa, mà lại còn tụt xuống thành con vật, mà có khi còn tệ hơn con vật. Tệ hơn con vật là con gì các bạn? Con gì? Con thú nó cũng là con vật. Con gì? Con súc sinh cũng vẫn là con vật. Súc sinh có nghĩa là con vật có sự sống, gọi là súc sinh. Con gì tệ hơn, tệ nhất trên đời, kinh khủng nhất. Ai nói vậy? Ừ rồi, giỏi quá, con quỷ. Con quỷ. Con quỷ là một cách nói của chúng ta thôi. Tức là chúng ta đã bị bóng đêm nó tràn ngập, nó xui khiến và làm cho chúng ta sống tệ hại với nhau. Nên chúng ta đang là con người đấy này, ở đây này. Ta được mời gọi kéo lên thành con Chúa, chứ không phải là tụt xuống thành con quỷ và tụt xuống thành con vật. Cái cuộc hôn nhân của các bạn cũng vậy, nó có nguy cơ xảy ra thành một thứ địa ngục. Có những cô tôi dạy giống giáo lý này này, xong rồi tôi chứng hôn cho đám cưới, xong rồi thời gian sau nó khóc vô mặt bầm. Cô nói tôi, cha con nói cái này thì hơi vô lễ với cha, tục tiễu bậy bạ quá, nhưng mà con khóc, con đau khổ, con phải nói, con nó nguôi ngoai. Tôi cha, mỗi một lần mà chúng con ân ái, chồng con nó giống như là cưỡng hiếp con vậy đó, và bắt con phải làm giống như một cô gái điếc để mà thỏa mãn những cái thú vui rất là bẩn thỉu. Thế nên con đau khổ. Bây giờ con trai cứng, con không còn một cái gì hết, con mới thành ra phạm tội ngoại tình. Tôi cha lạ quá, khi mà con người con tưởng là con như là đã không còn một cảm xúc gì nữa đó. Một hôm vô tình con gặp lại người bạn cũ, anh ta cũng rất là đàng hoàng tử tế, không có chuyện gì hết đó. Nhưng mà trong đầu con đã nhìn anh ta và con muốn ngoại tình với anh ta. Tất cả những cái gì là tốt, là đẹp nhất, là lãng mạn nhất, romantic là nãy ha, Eros, nó thức dậy. Con không còn bị tê liệt, không bị lãnh cảm, không bị những gì nữa, không bị sợ hãi trước cái chuyện ân ái nữa, mà con cảm thấy tìm được niềm hạnh phúc. Mà may quá anh nói, anh tử tế, anh nói không được đâu em, chúng ta không được ngoại tình. Nhưng mà em cũng không nên sống như thế nữa. Em bảo anh trình bày với cha đi. Cố bảo có trình bày với tôi, bây giờ cha tính sao? Nói nếu mà nó biến thành địa ngục rồi á, thì bạn có quyền xin ly thân. Bạn đừng ly dị. Nhưng công giáo không có chuyện ly dị. Người ta vẫn có quyền ly dị, mình ra tòa đơn phương mình ký. Người ta ký, mình không ký. Nhưng mà mình chỉ nói là tôi ly thân. Ly thân có nghĩa là hai người ở riêng ra, với một niềm hy vọng một lúc nào đó cái con người đó hồi tâm và quay trở lại thì chúng ta sẽ đáp lại.
vẫn còn có thể tha thứ cho nhau. Vì vẫn là con người, làm gì thì làm, con chó nó còn có thể tha cho nhau được, và tại sao con người không tha cho nhau được? Nên tôi khuyên cố như vậy, mà tôi nghe cái kinh khủng cố như vậy. Nó đi chơi bời, nó lăng nhăng 4 năm nhân tình, mà nó về nhà nó vẫn xử với cô này như vậy, nó bắt cô này làm. Thưa cha, con cảm thấy con bị cưỡng hiếp, không còn một chút gì là hạnh phúc, không còn một chút gì là Eros, không còn tình yêu, cái này mất tiêu rồi, cái này mất luôn. Vì cái lúc đó nó tụt xuống con quỷ rồi. Nên các bạn được một Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nâng mình lên từ từ, để mà mình vươn lên từ con người mình lên con Chúa, thẩm giá làm con cái của Thiên Chúa. Hay là bạn nào ở Phật giáo thì tôi nói cái này không phải là tôi bảo là đạo nào cũng là đạo, hay là tôi xuề xòa, tôi cào bằng đâu nha. Nhưng mà nếu mà bạn là người Phật giáo thuần thành, bạn tin vào Đức Phật và bạn sống theo giáo lý của Đức Phật ha, bạn muốn trở thành cái gì của Đức Phật? Phật tử. Phật tử là gì? Là con Phật. Nên nếu mà tôi gọi là con Chúa thì có nhiều bạn dị ứng, nhưng mà tôi nói là con trời được không? Chúng ta sống ở dưới đất mà ta được mọi gọi để hướng lên trời, để ta trở thành con của trời. Có một cái gì đó nó nằm sâu ở trong lòng của ta, mà người ta gọi đó là tín ngưỡng, người ta gọi đó là tâm linh. Chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới chứ không phải chỉ Việt Nam tìm mọi cách diệt tôn giáo, mà diệt không được. Càng diệt thì cái lòng tin tôn giáo của người ta nó càng lớn lên, mà cuối cùng có khi là anh Thành nó gặp ở trong cán bộ, bây giờ lại đi vía bà, với lại đi cúng, đi mê tín dị đoan còn hơn người ta, đi lên đồng lên cốt, đi gọi hồn gọi quỷ, dán bùa dán ngải dưới cái ghế ngồi trong cơ quan chơi bùa. Tức là sao? Tức là anh cũng không tin vào cái chuyện đời này, anh cũng đáng ngoi ngoi là cái gì đó, mà anh ngoi lầm chỗ thì anh thành mê tín dị đoan. Nhưng mà nếu mà bạn tin vào Chúa thật sự thì bạn được mời gọi làm con của trời, có một cái gì đó mình cảm nhận là tôi không thể sống lè tè tà tà sát mặt đất, tôi không thể sống tầm thường được, tôi phải sống phi thường. Có một cái gì đó ở trong tôi làm cho tôi cảm thấy mình cao thượng. À, bạn nào mà đám cưới đó, bây giờ lo đi chọn áo, chọn nhà hàng, mà không ai lo đi tĩnh tâm. Đời tôi giúp tĩnh tâm cho các đôi hôn nhân chắc chưa được 10 lần. Mà có những đôi nó xin tôi tĩnh tâm, hoặc là 2-3 đôi nó sắp đám cưới nó tĩnh tâm một lần. Thì tôi lấy cái bản văn mà hôm đám cưới đó, thì ở đầu, trước khi bắt đầu nghi thức đám cưới thì linh mục chủ hôn đứng đó mới nói một câu như thế này: thưa anh chị em, trước đây Thiên Chúa đã dùng một bí tích để cho con người được trở thành con Thiên Chúa, đó là bí tích thánh tẩy, các bạn. Nay Ngài lại dùng một bí tích cao, một bí tích tuyệt vời để làm cho cuộc tình của anh chị đây trở nên cao, đẹp, vững, bền. Nếu mà đọc lẹ thì để cho mối tình của anh chị ở đây được trở nên cao, đẹp, vững, bền, nghe rẹt một cái là xong. Nhưng mà trong đó nó hàm một cái nghĩa rất là sâu, đủ để tôi giảng tĩnh tâm 2 tiếng đồng hồ cho cái đôi hôn nhân. Nói chuyện tình của các bạn phải cao, không thể thấp được, mà phải đẹp, không thể xấu, vững chứ không thể lung lay được, và bền tức là kéo dài cho đến chết. 4 cái đó là tuyệt vời: cao, đẹp, vững, bền. Có một cái ông nhà thơ, tên là nhà thơ Bùi Giáng, ông chết rồi. Ông này làm bài thơ, nhiều bài thơ vui lắm, hơi điên điên, người ta gọi ông là thi sĩ điên. Nhưng mà ông có mấy câu hay lắm mà tôi dùng để giáo lý hôn nhân, khóa nào tôi cũng nói. Cái câu ông nói như thế này, ông nói đặt là trong 2 bạn nam và nữ. Anh chàng nam khen cô gái trước, ga lăng mà: em ơi, em đẹp vô cùng, vì em có cái lạ lùng bên trong. Cô tròn xe mắt, tại sao lại cái lạ lùng mà lại nằm ở bên trong? Chắc này anh này có ý bệnh gì hả? Cái cô này cũng không hẳn, anh tử tế vậy sao anh này nghĩ bệnh được? Em ơi, em đẹp vô cùng, vì em có cái lạ lùng bên trong. Cô này đáp lại: còn anh đẹp vô song, bởi vì anh có cái bên trong lạ lùng. Thơ Bùi Giáng đấy.
Tôi ngồi tôi đọc lại, cái gì là cái bên trong mà lạ lùng? Bên trong mà lại lạ lùng thì chỉ có những cái đến từ trời thôi, nó mới khác người, nó mới lạ lùng kỳ diệu thôi. Và cái gì là lạ lùng bên trong? Cái lạ lùng bên trong là cái mà sống chết mình cất giấu nó ở trong cuộc đời của mình rất là kỹ lưỡng, mà nằm sâu ở trong tâm hồn, mà chỉ có những người yêu nhau mới gặp được nó thôi. Cha hàng xóm dòm vô không thấy, anh thủ trưởng cơ quan không thấy, mà anh với em mà yêu nhau được thì anh sẽ thấy được cái bên trong của em, và em sẽ thấy được cái bên trong của anh. Bên trong này không phải là bên trong xác thịt, mà là bên trong tâm hồn. Bạn thấy người Ấn Độ có chấm cái này đây không? Nó gọi là tâm nhãn, tức là con mắt của tâm hồn. Họ tin rằng ngoài hai con mắt này, cái hai cái mắt cá thì nó còn một cái mắt nữa, là để con người có thể nhìn vào hồn của nhau, nhìn vào tình yêu của người kia, nhìn và thấy là người kia đang yêu mình. Lúc ban đầu đó, tại tôi cũng có người yêu rồi cho tôi biết, nói nhau nhiều lắm, nhất là mấy anh cha, mấy con trai nói quá trời luôn, nói chuyện này quá chuyện kia tà la, nói rất là có duyên, nói như là đến một cái mức độ nói ít dần, nói ít dần, ít dần, đôi khi không cần nói nữa, chỉ nhìn nhau là đủ rồi. Cho dù chỉ nhìn mắt nhau thôi, cho dù mình chưa nói với nhau, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Và biết bài đó gì? Cho gần nhau, trao cho nhau thương yêu tình loài người. Thì câu thử khúc, cho dù rừng hay lá xanh đi, cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Biển rừng thấy hết lá, mà biển thì cạn khô không còn giọt nước, thì anh vẫn yêu em. Vậy có nghĩa là cho đến tận thế nó còn nhìn nữa, phải không ạ? Lời thứ hai, cho dù mình chưa nói với nhau, cho dù chỉ nhìn mắt nhau thôi. Vậy là tôi nhìn mắt anh, tôi với anh là hai đàn ông, anh bước qua anh bảo ông cha này vui, rồi tôi nói ồ ông này vui hết. Nhưng mà hai người này mà nhìn vào mắt nhau là có chuyện à. Tôi nhớ có bài thơ nó, trong thinh lặng có vạn điều lên tiếng. Có khi không cần nói với nhau nữa mà hiểu lòng nhau. Nói một lời ra có khi là chật lất, còn hiểu lộn thêm. Mà không cần nói thì có lộn nó cũng không biết. Nhưng mà nó vẫn cứ tưởng vậy đó. À, nó đẹp ở cái chỗ đó. Nên ông Bùi Giáng này ông nói hai cái câu đó làm cho tôi thấy à, cái tình yêu của con người ta nó có một cái gì lạ lùng bên trong, mà có một cái gì đó bên trong lạ lùng. Mà nếu mà cái bên trong lạ lùng nó có giống cái lạ lùng bên trong không? Đúng không? Đúng. Đố các bạn đó là ai? Đó là cái gì? Dạ thưa là Chúa Giê-xu này. Là Chúa Giê-xu đấy. Chúa Giê-xu đến và xen vào trong cuộc đời của hai bạn, nhưng mà không phải để phá hạnh phúc. Một người thứ ba bao giờ cũng xen vô thế nào cũng khá. Nói này nói kia làm chia rẽ người ta. Nhưng mà Chúa Giê-xu lại đem, mà không chia rẽ là tại sao? Vì Ngài chui được vào trong anh này, mà Ngài chui được vào trong cô này luôn. Để cô này có Chúa, mà anh này cũng có Chúa, mà Chúa ấy là giống nhau. Nên có thể nói một cách hơi cao xa một tí là anh sẽ yêu em bằng tình yêu của Chúa, và em sẽ yêu anh cũng bằng tình yêu của Chúa. Còn cái tình yêu của anh với em bình thường nó cũng có, nhưng mà cái đó nó không làm cho chúng ta cao, đẹp, vững, bền. Bất quá chúng ta thành một ngôi nhà, thành một người sống chung, cũng có yêu mến, cũng có thế này thế kia, nhưng mà nó không có nâng cái con người đó lên, không có nâng cái đôi vợ chồng ấy lên. Sau này các bạn có thể liên lạc với tôi. Tôi đang có một cái chương trình để giúp đỡ các đôi mà đang, đôi bạn trẻ mà mới lấy nhau. Tôi lập thành từng nhóm một, 2-3 đôi, 4-5 đôi trong từng khu vực. Cho nên tôi nói thật đấy, là lúc nào bạn muốn, cả đôi vợ chồng muốn, chưa có con hay là có con rồi cũng được, càng tốt. Bạn ở thành phố này hay là ở thành phố nào khác cũng được, tôi sẽ ráp cho các bạn để các bạn sống một cái đời sống hôn nhân gia đình mà nó cao hơn bình thường một chút, nó cao đẹp vững bền đó. Đó, mình phải vươn lên một tí chứ.
nếu mà cuộc đời vợ chồng của mình mà cũng là chỉ có kiếm tiền, rồi cứ đi ăn, rồi cứ đi du lịch, rồi cái đẻ con, rồi cái nuôi con, rồi chạy cho nó vô trường mẫu giáo, xong rồi chạy cho nó cái này, rồi chạy cho nó đóng tiền cho nó đi du học ngoại quốc, hết tiền. Nếu vậy thì bạn đi học giao lưu nhân chi, ở ngoài người ta đâu có cần, người ta vẫn đám cưới mà, đâu cần mua nhà thờ làm gì phải không? Bao nhiêu đám cưới nó vẫn y xèo đấy. Mới đây có đám cưới của Thế Sơn cái gì đó, có gì đó. Đám cưới bạc tỷ, tỷ, tỷ tiền nó rắc ra. Nhưng mà nó không cao lên mà nó tụt xuống. Nó không đẹp mà nó xấu đi. Đám cưới mà một đoàn xe hơi khủng nữa, chạy nguyên đường đường Hà Tĩnh để khoe mình giàu. Cuối cùng ăn thua gì, cái gì đó, cường đô la, cái gì đó. Nó cũng chẳng ra cái gì. Hay là cái gì? Quên, tôi quên mấy người phụ nữ tôi hay quên đó. Nên là nó không có làm cho những cái đám cưới đó, rồi sau đó những cuộc hôn nhân đời sống của họ nó cứ tầm thường, nó cứ bậy bậy. Đến lúc mà nó không chịu nổi nhau hay nó có một cái gì đó nó chảy đến một cái, nó đổ vỡ, không có gì cứu nó được. Nó cũng tầm thường, nó cũng cãi nhau, nó cũng chửi thề với nhau. Vợ chồng mà chửi thề, chỉ văng tục với nhau rồi thì còn gì là vợ chồng. Vợ chồng mà đánh nhau nó rồi thôi rồi, còn gì nữa. Đúng không ạ? Đó, thành ra để tránh được chúng ta đang là những đôi vợ chồng là con người mà muốn lớn lên làm con trời thì chúng ta phải có một cái cách sống nào đó. Cách đó phải thực hành mới làm được. Tôi đang ôm ấp cái ước mơ đó và tôi đang bắt đầu với cái nhóm Fiat của tôi. Nên nếu là bạn nào muốn thì liên lạc với tôi qua Facebook. Facebook tôi là Lê Quang Uy, Lê Quang Uy bạn gõ vô rồi kết bạn với tôi rồi trao đổi, hay bạn muốn gửi mail như là cái gì đó thì từ từ tôi sẽ hình quy tụ các bạn lại. Các bạn có bạn, các bạn có thể rủ thêm những đôi bạn của mình, những người ở cùng một khu vực với nhau. Bạn ở khu, ví dụ như hai bạn này nói đám cưới xong sẽ ở đâu? Biên Hòa rồi Tân Mai hay là Tân Biên hay là Tân Mai phải không? Hôm nay là Vũ Phúc hay là Đắc Lộc, cái gì hay là Lộc Đức, Kẻ Sạch, ngay chợ Kẻ Sạch. Bạn có biết những đôi bạn của mình cũng có dạng tôn giáo mà nó nhà nó gần gần đó, tìm ba đôi, bạn rủ với ba đôi đó ráp lại với nhau, tôi sẽ xuống tôi giúp để hình thành một cái nhóm để mà sống gọi là vui, sống tin mừng. Đời mình nó phải có một cái gì vui. Tôi không bắt các bạn phải làm cái gì ghê gớm, không bắt đọc kinh nhiều, không bắt ra phải làm một cái gì, nhưng mà mình sống cao cũng đẹp nhưng mà cũng bền. Năm này năm gia đình, mấy cha giảng như nhà thờ nhiều khi giảng xong hết chuyện các bạn dưới ở nghe hay cũng không về biết ứng dụng sao. Tôi thì tôi thấy mình có một cái trách nhiệm đã dạy giáo lý với các bạn này là tôi, các bạn không mắc nợ tôi mà tôi lại mắc nợ các bạn, chết cha. Có nhiều người nó nói bố ngày xưa bố dạy giáo lý hay lắm mà sao về bây giờ nó ra cái gì hết trơn nè, bố mắc nợ con. Chưa hết giờ, vẫn còn sớm. Có một cái chuyện có thật. Đức cha Châu Ngọc Chi, bây giờ Đức cha Châu Ngọc Chi về giáo phận gì tôi quên mất rồi. Thì lúc đó ngài mới chủ chức, ngài làm ông cha sở họ đạo Trà Kiệu Quảng Nam Đà Nẵng. Ở đây có ai Quảng Nam Đà Nẵng Hội An không? Thế là cha sở, xong rồi cha được các bạn ha, Hội An hả hay Đà Nẵng, thì con này Trà Kiệu đó. Thế là trước khi cha còn làm cha sở, cha có dạy đạo giáo lưu như thế này nè, cho nó có một đôi anh này công giáo lấy cô này là đạo theo, rồi cô này học giáo lý xong rồi đạo theo, rửa tội xong một tuần sau đám cưới ha. Mà lúc mà rửa tội với đám cưới thì cha dạy cho họ đã hết bài rồi và ngài được đi chỗ khác để chịu chức linh mục. Cái ngày đi chịu chức linh mục xong rồi bẵng đi 2-3 tháng, tức là không phải 2-3 tháng rồi ngài mới đi chịu chức linh mục, rồi đến khi ngày 1-2 tuần sau ngày mới trở về lại cái họ đạo Trà Kiệu để dâng lễ tạ ơn để cho mọi người mừng ngày là ngày xưa ngày là cha sở đây bây giờ đi làm giám mục. Ngày mới đãi mọi người một chầu ăn lễ xong rồi ăn tiệc đơn giản, ăn xong rồi ta tiễn đức cha, tiễn từng người một về, thế là về gần hết rồi thấy vắng thì thấy có một cái bóng người đứng ở nấp giữa một cái cây, mới hỏi là xin lỗi ai ở đó, đó có phải là khách của tôi mời không? Thì cô bước ra, cha bảo ô con, cha nhớ ra con rồi. Cha không có dạy đông như các bạn đông quá tôi không nhớ hết rồi. Thì nhớ cái ông đầu hói đâu rồi, ông này đặc thù.
ông kia đó, mấy ông ngồi dưới kia, thì tôi nhớ mặt tôi chứ còn giống giống mặt thì tôi không nhớ hết. À, ta nhớ ra rồi, hồi đó con học với cha rồi, sau đó con rửa tội rồi con đám cưới phải không? Thế nào? Cô này quà cô khóc. Con đến hôm nay để con bắt đền cha. Con nghe nói cha đã làm đức cha rồi, cha trở về. Con đi lễ chiều nay, hồi nãy con không ăn uống thì con ngồi góc con chờ đến cái lúc này cha ra, mọi người về hết. Con mới sẽ hỏi cha một câu cuối cùng rồi con đi từ từ. Ôi trời ơi, chuyện gì mà lại vậy? Thế là thưa cha, con lỡ dại với anh ấy, chưa đám cưới mà đã ăn ở với nhau. Thế là đến đi có bầu, con mừng quá, con thử que, thử con biết có bầu. Con mừng quá, con báo tin cho anh là chúng ta đã có em bé. Thì anh hết hồn, anh bảo là ồ cái này anh chưa có tính tới. Để anh về nói với má anh, hỏi em má ý má anh sao. Thì hỏi thì bên kia nói là không được, bắt nó phá thai đi. Nhà mình là nhà tử tế danh giá, không có ai mà đám cưới lấy con dâu mà lại thất tiết. Bắt nó phá thai, không phá thai thì không đám cưới. Trời ơi, cô này có đau khổ quá, con nói con đau khổ vô cùng. Con đang xây đắp bao nhiêu ước mơ, con không nghĩ đến cái chuyện mà có tội. Tại vì hôm đó tụi con vui với nhau, hạnh phúc với nhau, sinh nhật của anh, con muốn tặng cho anh một món quà cưới. Nhưng mà bây giờ đến khi mà con báo tin là đứa con là cái món quà cưới mà quà cưới là cái con đã dâng tặng cho anh đời con gái, mà anh đã cho lại cho con một món quà cưới vô giá, đó là đứa bé. Mà bây giờ anh lại bảo là mẹ của anh lại bảo là không phá thai thì không đám cưới. Thì con có suy nghĩ kỹ là con vẫn còn yêu anh. Thôi thì nhắm mắt liều thân con đi phá thai. Phá thai thì cái hôm đó bác sĩ đã làm ẩu, sao cô này bị băng huyết. Băng huyết thì là cắt luôn cái tử cung. Thế là trong nhà không cắt mà có nguy cơ cắt tử cung. Rồi người bác sĩ người nhà bên đây có hỏi bên sao tình hình sao, thì bác sĩ bảo là tình hình này thì sống không đến nỗi chết. Phá được cái thai rồi thì người mẹ không đến nỗi chết, nhưng mà sau này khó mà có con. Nếu nó có tai biến thì còn phải cắt bỏ tử cung bị nhiễm trùng. Thế là về bên đây quyết định từ hôn. Nó không đẻ được con lấy làm gì. Cô này rơi một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp. Mất đời con gái này, mất đứa con này, mất danh dự này, mất chồng này, mất cái sự khỏe, mất cái sự sống của mình. Coi như cuộc đời của cô bị đóng lại hết rồi. Bây giờ lấy chồng khác cũng không có con. Mà bây giờ cái vùng đó đã đính hôn rồi mà con gái mà không lấy cưới được nữa. Và bên kia nó sẽ dựng lên cái chuyện là cô này thế này thế kia để nó có lý do nào đó từ hôn. Thì cô này coi như là ở làng quê khó lòng mà lấy chồng nữa. Thì cô này cũng bảo con hỏi cha một câu thôi rồi con đi tự tử. Thưa cha, tại sao cha nói với con Chúa tốt như vậy, Chúa này tốt như vậy, mà tại sao anh ngày ngày, mẹ của anh ngày ngày ở trong ban này ban kia, trong ca đoàn, trong hội này hội kia của nhà thờ, hiền mẫu thế này thế kia, liên minh thánh tâm thế này thế nào, mở miệng ra là Chúa, miệng ra là đọc kinh, anh dắt con đi lễ ngày thường cả Chủ nhật, mà tại sao bây giờ lại con lại ra nông nỗi như thế này? Ông cha Châu Ngọc Chi ngày choáng váng, ngài nói con ơi, cha không biết nói với con làm thế nào bây giờ. Cha chỉ có thể nói với con một lời vớt vát thôi, đó là đạo Chúa thì tốt, Chúa luôn luôn tốt, Chúa chắc chắn tốt, nhưng mà những người đi theo Chúa chưa chắc tốt. Thôi bây giờ con đã bị một cái thảm kịch như vậy, kinh khủng quá, thì thôi để cho con khỏi phải tự tử, cha xin nhận con làm con của cha, cha sẽ lo liệu cho đời của con. May ra cái tình thương mà cha bù đắp cho con đó, nó làm cho con nguôi ngoai và chữa lành, để con không còn bị ngộ nhận, không còn bị cái nhìn xấu về đạo. Cha sẽ cố gắng dùng đạo, chứ không phải cha cũng không phải là con người hoàn hảo, nhưng mà cha sẽ biết được cái tình hình của con, như là cha sẽ cư xử tối đa bằng tình yêu của Chúa để mà cha giúp cho con. Cô hai cha con ôm nhau khóc. Đức cha kể cho chúng tôi nghe ở ngay tại nhà thờ này, nhà dòng này. Chúng tôi kể là tôi cũng ngẩn ngào. Như vậy là Chúa tốt, Chúa muốn chúng ta đến với nhau để mà chúng ta tốt lên. Còn con người có hưởng ứng hay không, hay con người có thể trà đạp lên cái đó, con người có lòng tin hay không,
con người còn yêu nhau không, hay là bắt đầu yêu tiền, hay là chỉ yêu vẻ đẹp. Cái đấy là anh nói với cái cô đó phải chú ý đến cái lạ lùng bên trong và cái bên trong lạ lùng, chứ còn cái bên ngoài của chúng ta lấy nhau về rồi nó hết lạ lùng rồi, đâu còn gì lạ nữa. Bây giờ là hai người hai nhà, còn nhớ còn thương còn mong, ngày nào cũng phải gặp, không gặp chịu không nổi, ngày nào cũng phải có sáng kiến để đẻ ra hai đứa nó mình đi đâu làm cái gì, ngồi chơi với nhau nói chuyện gì, đi xem phim hay ăn chè bảy màu, ba màu hay bốn màu, ba màu ăn mì cay cho hai đứa. Tôi đi ăn mì cay tôi thấy có một đôi nó vô ăn nó mắc cười. Bạn biết ăn mì cay không? Mì nó có cấp độ 7, cấp độ cay. Tôi ăn hôm đó cấp độ 1 tôi gần chết rồi. Tôi nghe nói có ông là anh nào ăn được 7 đô cấp độ 7 đó, nó thưởng cho 2 triệu. Nhưng mà cuối cùng mua nhà thương rửa ruột, hết gần 50 triệu. Ngu lại, tôi ăn thử cũng là thấy mình ngu rồi, ăn mì cay, đường nó đường gì quên. Cứ tiện nó bạn nó dẫn đến ăn. Nên tôi ngồi nhòm nhòm có cái đôi bên kia nó ăn mì cay mắc cười quá. Anh cũng cay, anh lấy quạt cho cô. Vui dễ sợ. Bao nhiêu sáng kiến của chúng ta để làm cho chúng ta gặp nhau, để đỡ nhớ nhau, để mà em cái gì cũng là nhất của anh ấy. Nhưng mà đến khi lấy nhau về rồi, không còn cái gì là lạ. Hai đứa ăn chung mâm, ngủ chung giường, sáng thức dậy đánh răng nghe rột. Đi toilet lâu rồi ngoài nó đập cửa lẹ nó chẳng nổi. Tức là mình mà không khéo đó thì tất cả những cái cao đẹp vững bền, cái gì là lãng mạn, cái gì là erotic của tình yêu đó, nó tụt xuống hết, ngỡ ngàng. Vậy thì là phải có một cái gì bên trong nó mới giữ mình được, chứ nếu không ở bên ngoài, hai thằng đàn ông ở với nhau vui hơn nhiều, hai cô gái ở với nhau vui hơn nhiều, còn vợ chồng ở với nhau là gãi lộn nhau, giận nhau hoài. Vậy phải có một cái gì là lạ lùng bên trong, cái đó mới nâng con người lên được. Nên nếu các bạn đã đến ngồi ở đây để học cái lớp này, thì tôi nói với các bạn là lời chứng của tôi đó, là lời cam kết của tôi đó, là nếu mà bạn sống bám vào cái ông Giê-xu này, bám chặt rằng, thì bạn có cơ may thoát khỏi tất cả những cái nguy cơ kia. Đồng thời mình bắt đầu lên là tí. Bạn không cần phải theo đạo, tôi hơi xúi vậy đấy, hơi ngược đời ha. Bạn theo đạo tôi càng mừng chứ, phải không? Nhưng mà bạn phải theo đạo trong tư thế là vâng, con tin. Đúng rồi, Chúa là tất cả đời con rồi. Con không giống Chúa là sao mà con bắt đầu cảm nhận được, con thấy rùng rùng mình rồi, con thấy có Chúa rồi. Con cảm nhận là có Chúa và Chúa cứu con và Chúa thương con. Thế đủ rồi đó, con tin Chúa rửa tội. Lúc đó bạn mà chính thức làm con của Chúa, còn lúc bình thường bạn đã được mời để làm con của Chúa. Nên bạn sống làm sao? Đến với Chúa, giữ chặt Chúa. Bạn chưa tin Chúa thì bạn cứ giả vờ tin chúng tôi, không phải giả vờ tin, thử tin chúng tôi một cái. Ở đây có ai sẽ là đám cưới mà vẫn không theo đạo, vẫn giữ đạo của mình? Xin giơ tay. Một bạn, bốn bạn, anh đàn đông ha. Vậy tức là không sao hết. Nhưng mà chính những bạn đó sẽ lại được Chúa tác động lạ lùng lắm. Tụi tôi nhiều khi ghen tức là bởi vì mình là dân có đạo gốc thì Chúa không có làm nhiều việc hy hữu được. Mà trong khi mấy bạn đó không phải là đạo gốc đó, Chúa làm những chuyện rất là hay. Mà về sau chính những người đó họ kể lại, xong rồi họ có một lòng tin mạnh mẽ rồi, họ theo Chúa, họ sống đạo hay. Còn có bên này chỉ có là giữ đạo này. Giữ đạo là có ăn chay này, có đi nhà thờ này, không sợ mắc tội này, kia làm gì cũng có. Thế cha có làm mày có tội không? Tôi nói, ủa tại sao chị lại phải hỏi cái câu đó? Chẳng lẽ sống đạo mà cũng là xem là có tội hay không có tội? Không có tội thì làm, có tội thì không làm. Vậy là mình vẫn làm đứa con nít. Thế là mình phải sống vui, sống không vui. Cái tình có Chúa Giê-xu nó làm cho mình trở thành hòa nhập vào với Chúa là một câu chuyện cuối cùng hết giờ. Câu chuyện cuối cùng. Ông Bùi Giáng có nói thêm một câu nữa. Bài thơ Lục Bát: mình ơi tôi gọi là nhà, nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi. Bạn nghe kịp không? Mình ơi tôi gọi là nhà. Tức là hai anh chị lấy nhau rồi, cái người này chọn cái người kia là cái nhà của mình.
Mà cái nhà ở đây không phải là cái house đâu, mà nó là cái home. Bạn học tiếng Anh thì biết được. Home mà nó khác cái house, đúng không? House nó là cái căn nhà xây bằng gạch đá gỗ cát, có mái che mưa che nắng, có máy điều hòa lúc mát lúc nóng, có gara cất xe vô, có nuôi con chó, có cái hàng rào nhà bên cạnh nó có con chuột chết nó vứt sang mình. Đó là cái nhà. Nhưng mà nếu mà gọi là cái mái ấm hay là cái tổ ấm thì người ta phải gọi đó là cái mái ấm. Mái ấm đó nhiều khi nó chỉ là một căn nhà rất là nghèo, phải không ạ? Mà ở cái lều lý tưởng, mà người ta có tình thương với nhau ở bên trong đó, thì cái túp lều đấy vẫn hạnh phúc. Còn những nhà to đùng luôn, căn nhà mà người ta hối lộ cho em chồng không gì đó, chồng của em vợ cái gì đó của Trịnh Kim Tiến đó, để nó bán thuốc giả đó, căn nhà 100 tỷ, hôm qua tôi mới nghe nói nó nằm ở đâu đó. Thì căn nhà đó vẫn là hỏa ngục. Con nhà người ta sống đầy đủ sung sướng, nhưng mà đã không có tình yêu rồi mà rây hoay dối trá gian ác xảo quyệt mà tham nhũng vơ vét như vậy, lương tâm có yên nổi không? Thế trong khi một đôi bạn này nó thất nghiệp, nó nghèo rất mồng tơi, con nó bệnh mà nó vô, tôi đi vô trong bệnh viện Nhi Đồng 2, tôi thấy có một đôi vợ chồng nó bế đứa con ra ngay cái chỗ cái tượng mẹ đứng. Thế tôi đứng đằng sau, tôi nghe lén họ, họ nói họ cầu nguyện với nhau hay quá. Tôi nói cái đôi này nó nghèo rất mồng tơi, nó tốn mấy chục triệu cho con rồi mà con chưa lành bệnh, nhưng mà nó không mất đức tin, nó lại càng yêu nhau hơn, càng yêu con hơn và càng yêu nhau hơn. Nó dâng lời nguyện hay quá. Vậy thì cái câu chuyện của tôi định kể thôi, hết giờ tôi để dành đến cái gì để dành lại nó vẫn hơn, hồi hộp hơn ha. Mời các bạn đứng lên. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, nay giờ chúng con nói về Chúa. Bây giờ chúng con nói với Chúa. Con nói với Chúa thay cho những anh chị em, nhưng có lẽ trong lòng của mỗi anh chị em ở đây, người Công giáo cũng như người ở tôn giáo khác, cũng đang có một điều gì đó muốn nói với Chúa, nhưng mà không nói ra Chúa cũng đã thấu hiểu. Con chỉ với tư cách là người dạy giáo lý hôn nhân, là linh mục quan tâm đến đời sống hạnh phúc của các bạn trẻ, con xin dâng lời nguyện này. Lạy Chúa, xin hãy đến và trở thành điều lạ lùng bên trong, điều bên trong lạ lùng, làm cho cuộc sống của đôi vợ chồng các bạn trẻ này trong tương lai sẽ nên cao, đẹp, vững và bền. Xin cho họ sinh con đẻ cái, làm niềm vui và cống hiến cho xã hội và đất nước, cho giáo hội và cho Chúa. Xin cho chúng con vươn lên tầm thước của con Chúa, của con trời, chứ đừng để chúng con phải tuột xuống hàng con vật hay đánh mất lương tri để trở thành con quỷ. Xin Chúa cho chúng con còn nhiều buổi học nữa, có biết bao điều chúng con phải học hỏi để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân. Xin cho chúng con nắm lấy tay nhau mà bước đi chung trên đường đời, càng gặp khó khăn thì lại càng được rèn luyện, nhất là rèn luyện đức tin, để dần dần chúng con tin Chúa nhiều hơn, những người đã có đạo sẵn cũng biết về Chúa hơn và tin Chúa sâu sắc. Những bạn mới đến với Chúa thì khám phá ra chính Chúa cũng yêu thương họ, muốn cho họ được hạnh phúc. Chúng con xin dâng lên Chúa bài hát ngắn để cầu nguyện cuối cùng. Tôi hát trước một lần là các bạn có thể hát theo. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài. Xin ban cho chúng con hôm nay
trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành, bình an và tình yêu thương cho tất cả các bạn. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh. Hẹn các bạn lại dịp sau nhé.